Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 80. Giang Sách mang theo mọi người ly khai hiện trường, tìm một cái phản điếm, định ra một cái ghế lô. Ở hướng cho phép trọng dân hiểu rõ ràng địa phương tình huống sau đó, cho hắn 10 vạn đồng làm hỏi phí, đem đuổi đi. Sau đó, Giang Sách, Đôi Ngư, Tường Y Vân ba người ngồi ở bên trong bao xương. Vừa ăn cơm một bên thương lượng sau đó phải việc làm. Đôi Ngư nói rằng, ngũ hành chi kim cũng tới tay, hiện tại, cũng chỉ còn lại có thủy cùng hỏa. Tưởng tiểu thư, nói một chút coi, bước tiếp theo chúng ta nên đi nơi nào a? Tương Y Vân lắc đầu, nói rằng, trước đừng có gấp thủy cùng hỏa sự tình, ngũ hành chi kim kỳ thực còn chưa tới tay. Có ý tứ? Đôi Ngư vẻ mặt hồ đồ hỏi, lẽ nào hỏa sơn kim không phải ngũ hành chi kim sao? Tương Y Vân giả vờ thần bí nói rằng, có phải thế không? Đôi Ngư triệt để hồ đồ, Giang Sách nhưng thật ra đoán được Tương Y Vân trong lời nói ý tứ, mỉm cười nói, muốn có được chân chính ngũ hành chi kim. Sợ là sẽ đối hỏa sơn kim tiến hành nhất định xử lý a. Tương Y Vân giơ ngón tay cái lên. Nàng giải thích, chúng ta cần chính là khai thiên tích địa chi kim, mà trước mắt hỏa sơn kim căn bản cũng không có chức năng này. Chúng ta cần đem hỏa sơn kim cho rèn thành một bả bảo đao, mới xem như chân chính đạt được hỏa sơn kim. Thì ra là thế. Đôi ruốc cá rồi khẩu khí, rèn mà thôi, đây không phải là việc khó gì, hẳn rất dễ dàng hoàn thành. Tương Y Vân nhưng ngay cả liền lắc đầu, nói rằng, sự tình không có người nghĩ dễ dàng như vậy, hỏa sơn kim không phải bình thường kim loại, phi thường khó rèn, hơi không chú ý sẽ hư hao, phải vô cùng ưu tú đoán tạo sư mới có thể cưỡi ở. Theo ta được biết, ở nơi này vùng thì có như vậy một cái đoán tạo sư, có lại chỉ có một, hắn gọi Thôi Văn Lượng. Thôi Văn Lượng, tên này bị Giang Sách cho sâu đậm nhớ kỹ. Sau khi cơm nước xong, bọn họ tìm người hỏi thăm Thôi Văn Lượng nơi ở, bởi vì danh tiếng kia tại ngoại, tìm hắn chế tạo người rất nhiều, cho nên muốn phải tìm được hắn cũng không phải là việc khó gì. Rất nhanh, bọn họ liền đã xác định Thôi Văn Lượng cụ thể địa chỉ. Ngày kế, trời vừa sáng, Giang Sách ba người liền hướng phía Thôi Văn Lượng địa chỉ đi tới, một cái liền tìm được hắn, cũng nói rõ lý do. Làm một cao nhân, tự nhiên có cao nhân độc hữu chính là tính khí. Thôi Văn Lượng thì có vô cùng kỳ quái tính khí. Đối với thấy ngứa mắt nhân, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không giúp bọn họ rèn, mặc kệ cho bao nhiêu tiền cũng không tốt sử dụng. Rất đáng tiếc, Giang Sách bọn họ đã bị Thôi Văn Lượng liệt vào, thấy ngứa mắt nhóm. Thôi Văn Lượng cũng không quan tâm Giang Sách bọn họ, đem ra hỏa sự tình ném một cái, quay đầu bước đi vào trong phòng. Đôi Ngư còn muốn vào nhà tiếp tục hỏi. Kết quả suýt chút nữa bị Thôi Văn Lượng ném tới búa cho đập trúng đầu, nếu như không phải có việc cầu người, Đôi Ngư hận không thể đi tới cho người này hai cái lỗ tai to quát tử. Thống suất, người này tính khí rất xấu rồi, xem ra căn bản không khả năng cho chúng ta rèn ngũ hành chi kim, làm sao bây giờ? Giang Sách thoáng suy nghĩ, nói rằng, trên cái thế giới này không có vô duyên vô cố hận, chúng ta cùng Thôi Văn Lượng không oán không cừu. Không có lý do gì không hề căn cứ liền cự tuyệt chúng ta. Hơn nữa, đối với một cái đoán tạo sư mà nói, có thể rèn hỏa sơn kim loại này chân quý kim loại, là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình, càng không nên cự tuyệt chúng ta. Suy nghĩ khoảng khắc, hắn đi vào phòng, Thôi Văn Lượng vẫn là rất không khách khí đem một thanh cương xoa ném qua, Giang Sách lấy lắc mình liền tránh khỏi. Hắn cũng không sức sống, chỉ là thản nhiên nói, có thể hãy nghe ta nói hai câu sao. Thôi Văn Lượng căn bản không nghe, hướng về phía Giang Sách giận dữ hét, ta hôm nay tâm tình thật không tốt. Không rảnh phản ứng ngươi, xéo ngay cho ta. Giang Sách chẳng những không đi, ngược lại tiến hơn một bước. Nói rằng, tâm tình không tốt, đó nhất định là gặp phải chuyện phiền lòng. Nếu như ta có biện pháp giúp ngươi xử lý xong chuyện phiền lòng nói, ngươi đã giúp ta rèn hỏa sơn kim, như thế nào? Cuồn cuộn cút, lão tử không muốn nghe ngươi vô nghĩa. Thôi Văn Lượng tiếp tục đuổi Giang Sách đi. Giang Sách lại đạm nhiên nói rằng, ta có thể từ chiến đấu săn, Trần Hàng trong tay đoạt được hỏa sơn kim, ngươi nên tin tưởng ta thực lực. Cho ta một cơ hội, cũng cho chính ngươi một cơ hội. Không thể không nói, Giang Sách vẫn là rất hiểu lòng người. Đang nghe nói như vậy sau đó, Thôi Văn Lượng một cái liền quay đầu lại nhìn Giang Sách, trong ánh mắt hiện lên một tia không tín nhiệm.
nhưng cuối cùng vẫn là tuyển trạch thử một chút. Hắn không giấu giếm chút nào nói rằng, con ta Thôi Mậu gần nhất si mê Ki Sa Đảng, cũng không theo ta học tay nghề, cả ngày theo đám kia Ki Sa Đảng mù hốn. Nói hắn còn không nghe, còn theo ta tranh luận, mấy ngày này càng là cả ngày không trở về nhà, sắp tức chết ta. Ngươi nếu có thể đem ta con trai mang về, đồng thời làm cho hắn cùng Ki Sa Đảng phân rõ quan hệ, ta đã giúp ngươi rèn hỏa sơn kim. Thì ra, là một người cha đối với nằm ở phản nghịch kỳ con trai thúc thủ vô sách. Đối với Giang Sách mà nói, cái này không gọi sự tình. Cho ta thời gian 2 tiếng. Nói xong, Giang Sách đi ra gian nhà, đối với Đôi Ngư nói rằng, lập tức tìm cho ta ra Ki Sa Đảng vị trí. Là, không đến 5 min, Đôi Ngư liền đã xác định Ki Sa Đảng vị trí, sau đó Giang Sách một thân một mình chạy tới. Làm Giang Sách đạt tới thời điểm, đúng dịp thấy một nhóm lớn cưỡi xe gắn máy nam tử tại nơi uống rượu ăn lẩu. Một người trong đó nhìn qua chắc là bọn họ cầm đầu đại ca Hoàng Mao, một bên gặm đùi gà, một bên cầm microphone nói khoác nói, các vị huynh đệ, chiến đấu săn đã nấc nhi rắm rồi, Trần Hàng lão già chết tiệt kia cũng xong đời. Hiện tại, vùng này chính là chúng ta Ki Sa Đảng thiên hạ. Không có bất kỳ một thế lực có thể theo chúng ta đánh đồng. Những ngày an nhàn của chúng ta, tới. Mọi người cùng nhau lớn tiếng hoan hô. Giang Sách cười khổ lắc đầu. Mặc kệ đến rồi từ lúc nào, đều sẽ có thứ ngu ngốc này tồn tại, thực sự là dã hỏa thiêu bất tấn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Đáng ghét rất, hắn cũng không để ý này Ki Sa Đảng như thế nào tự này, chỉ là tìm một tương đối cao cái bàn. Lập tức nhảy lên, hướng về phía tất cả mọi người tại chỗ hô lớn, Thôi Mậu ở đây không? Ngắn ngủi 4 chữ, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người hướng phía cái này ngoại tộc nhìn sang. Thôi Mậu, có ở nhà hay không? Giang Sách lại lặp lại một lần. Lúc này, một cái nhìn qua mới 15-6 tuổi gầy yếu tiểu nam sinh đi ra, ngửa đầu hỏi, ta chính là Thôi Mậu, người tìm ta làm cái gì? Muốn ước giá sao? Còn tuổi nhỏ, cứ như vậy hoành. Giang Sách từ trên bàn nhảy xuống, tránh tốt rơi vào Thôi Mậu trước mặt, sau đó khom lưng vừa dùng lực, trực tiếp liền đem Thôi Mậu cho kẹp ở chỗ cánh tay, mang theo hắn liền hướng đi trở về. Làm cái gì, người buông. Thôi Mậu liều mạng phát Giang Sách thân thể, nhưng hắn na lực đạo phát ở Giang Sách trên người, giống như là mũi giống nhau, đối với Giang Sách mà nói căn bản là không đến nơi đến chốn. Đang ở Giang Sách phải dẫn người lúc rời đi, Ki Sa Đảng những nhân tài này phản ứng kịp, đây là có người ở ngay trước mặt bọn họ, tới bọn họ đại bản doanh cướp người A. Cái này còn có thể nhẫn. Hoàng Mao lão đại giận dữ hét, tiểu tạp Mao. Đứng lại cho lão tử. Giang Sách căn bản là mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước, lúc này, nhiều chiếc xe gắn máy lái tới, trực tiếp đem Giang Sách con đường phía trước chặn lại. Đứng lại. Giang Sách lúc này mới dừng lại cước bộ, nhìn chung quanh mọi người. Na Hoàng Mao đi lên, lạnh như băng nói rằng, ngươi là thế lực kia. Dám đến chúng ta Ki Sa Đảng đại bản doanh cướp người, ha ha. Cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt ha. Giang Sách hồi đáp, ta cũng không phải là thế lực kia, ta chỉ là tới thay Thôi Văn Lượng đem hắn con trai cho mang về mà thôi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người vui vẻ. Hoàng Mao cười khẩy nói, mang về hữu dụng không? Người vây được Thôi Mậu Nhân, còn vây được tim của hắn. Hắn sớm muộn phải là chúng ta Ki Sa Đảng một thành viên, người như thế nào đi nữa mạnh mẽ mang đi đều là vô dụng. Những lời này thật sự chính là đối với Giang Sách đưa đến nhất định nêu lên tác dụng, đúng vậy, người mạnh mẽ đem người mang về thì có ích lợi gì. Chỉ cần Thôi Mậu Tâm còn ở nơi này, sớm muộn gì hắn sẽ còn trở lại. Giang Sách chân chính muốn dẫn đi, là Thôi Mậu Tâm. Vì vậy hắn đem Thôi Mậu đem thả xuống dưới, Thôi Mậu ngay lập tức sẽ chạy tới Hoàng Mao bên kia, chỉ vào Giang Sách mắng ta mới không cần trở về. Ta muốn theo Ki Sa Đảng. Trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, về sau ai cũng không thể khi dễ ta. Thì ra, Thôi Mậu tâm tư là như thế đơn thuần. Trở thành Ki Sa Đảng một thành viên, chỉ là vì không bị khi dễ, vì trở thành nam tử Hán. Giang Sách từ tốn nói, loại này dựa vào người đông thế mạnh tổ chức, ngoại trừ có thể khi dễ dân chúng bình thường ở ngoài. Cái gì khác đều không làm được, nam tử Hán, không phải bọn họ cái bộ dáng này. Thôi Mậu.
ngươi theo ta trở về, ta sẽ dạy ngươi như thế nào trở thành một chân chính nam tử Hán. Ngươi, Thôi Mậu cười lạnh nói, ngươi ngay cả một cái thủ hạ cũng không có, còn ở đây khoác lác. Hoàng Mao đưa tay sờ một cái Thôi Mậu đầu, vui vẻ đối với Giang Sách nói rằng, đều nghe a. Nhân gia căn bản cũng không nguyện ý đi theo ngươi, ngươi a, hãy nhanh lên một chút cút ngay. Vừa lúc đó, liền nghe được ùng ùng thanh âm, mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 lượng diện bao xa lái tới. Xe dừng lại, từng cái cầm trong tay thiết côn nam nhân đi ra. Bọn họ cũng là khu vực này thế lực cường đại thiết côn bang. Trước đây có chiến đấu săn đè nặng, những người này đều rất khiêm tốn, hiện tại chiến đấu săn không có, mỗi một người đều xông ra, đều muốn làm lão đại. Hoàng Mao vừa nhìn cũng biết tình huống không ổn. Các huynh đệ, cướp tài sản ra hỏa. Rất nhanh, hai đại thế lực đánh nhau, Kisa đảng bên này nhân số rõ ràng không bằng đối phương, rất nhanh thì bị đánh hoa rơi nước chảy, từng cái lòng bàn chân mạt du chuồn mất. Tựa như Giang Sách vừa mới nói, đám người này chỉ là ỷ vào nhiều người khi dễ người thiếu, căn bản cũng không có một điểm bản lĩnh thật sự. Bây giờ đối phương nhân càng nhiều, bọn họ liền hoàn toàn cật biết. Như vậy tổ chức, thật sự là cực kỳ buồn cười. Na Hoàng Mao thể lực chống đỡ hết nổi, mắt thấy sẽ bị đối phương một thiết côn đánh trúng đầu, cái này thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn cư nhiên một bả đã đem bên người Thôi Mậu lôi qua đây, chắn trước mặt hắn. Cho hắn đỡ cây gậy. Thôi Mậu hách liễu nhất đại khiêu, căn bản không có nghĩ vậy dạng sự tình phát sinh. Hắn sở sùng bái Kisa đảng lão đại, cư nhiên sẽ ở thời điểm mấu chốt bắt hắn cho làm thành bia đỡ đạn. Trong nháy mắt, Hoàng Mao ở Thôi Mậu trong lòng địa vị liền triệt để không còn sót lại chút gì. Nhưng hối hận đã tới không kịp. Mắt thấy thiết côn sẽ đập trúng đầu của mình, Thôi Mậu trong đáy lòng đầu sản sinh một tuyệt vọng, cảm giác muốn triệt để xong đời. Mạng của hắn, ngày hôm nay nhất định là muốn chôn vùi ở chỗ này. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh xuất hiện, chắn Thôi Mậu trước mặt. Không là người khác. Chính là bị Thôi Mậu sở khinh bỉ Giang Sách. Đụng, thiết côn trực tiếp nện ở Giang Sách trên đầu, trong nháy mắt, tiên huyết liền chảy ra, theo Giang Sách gò má chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất. Ngươi, Thôi Mậu triệt để ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn thật không ngờ Giang Sách sẽ ở đây trùng thời điểm mấu chốt đứng ra cứu mình một mạng. Giang Sách cũng không quay đầu lại nói rằng, Thôi Mậu, thấy rõ, hiện tại ta sẽ dạy ngươi cái gì gọi là chân chính nam tử Hán. Lời còn chưa dứt, Giang Sách một quyền vung ra, nam tử trước mắt đã bị Giang Sách bắn cho đi ra ngoài xa 7, 8 mét, cả người đánh vào diện bao xa trên, trong nháy mắt đã hôn mê. Giang Sách nhặt lên trên đất thiết côn, một tay một cây, vọt vào đoàn người. Đánh, đập, giết. Giang Sách hóa thân tu la chiến thần, như lang nhập bầy dê, điên cuồng chém giết, trong thời gian ngắn liền đem thiết côn bang mấy chục người cho đánh ngã trên mặt đất. Hoàng Mao bọn họ khi xa đảng hoàn toàn ứng phó không được thiết côn bang. Cư nhiên trong vòng thời gian ngắn bị Giang Sách một người cho toàn bộ giết chết, thực lực này chênh lệch to lớn, thực sự phi thường dọa người. Một hồi đánh nhau kịch liệt sau đó, Giang Sách đem trong tay thiết côn vứt bỏ, đơn giản xử lý một cái chán vết thương. Sau đó ngồi ở một chiếc trên xe gắn máy, đốt một điếu thuốc thơm, yên lặng hút. Không có ai còn dám tới gần hắn một bước. Thiết côn giúp người hoàn toàn phục, mỗi một người đều núp xa xa, có thể chạy toàn bộ đều chạy. Không dám cùng Giang Sách tái chiến đấu. Còn như Kisa đảng nhân, thì bị Giang Sách cho triệt để chấn nhiếp. Bọn họ âm thầm may mắn, hoàn hảo vừa mới bọn họ không có đối với Giang Sách động thủ, bằng không hiện tại té trên mặt đất hiểm hiểm nhất tức chính là bọn họ. Một người một mình đấu đối phương một thế lực. Cái này, vẫn là người sao? Cường đại có điểm ngoại hạng. Na Hoàng Mao nuốt nước miếng một cái, cười hì hì nói, vị huynh đệ này, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy. Ta kiến nghị ngươi tới khi chúng ta Kisa đảng lão đại, ta thối vị nhường chức, cho ngươi làm nhị bả thủ, ngươi dẫn dắt chúng ta trở thành chiến đấu săn phía sau thế lực lớn nhất, như thế nào a? Đối với cái này dạng đề nghị, Giang Sách chỉ là trở về hắn một cái ánh mắt lạnh như băng, sợ đến Hoàng Mao liền lùi mấy bước. Không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Cứ như vậy một đám người ô hợp, Giang Sách làm sao có thể để mắt. Một điếu thuốc sắp hút xong. Lúc này, Thôi Mậu rốt cục làm ra quyết định,
hắn đi tới Giang Sách trước mặt, hết sức chăm chú nói, ta với ngươi trở về. Giang Sách ánh mắt trong để lộ ra một vui sướng. Xác định sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi không ở Kỳ Sa Đảng làm nam tử hán rồi không? Đối với Giang Sách loại này cố ý mang theo châm chọc vấn đề, Thôi Mậu Hồi đáp, bọn họ chính là một đám phế vật vô dụng. Đi theo đám bọn hắn, làm sao có thể trở thành nam tử hán? Ta về sau cũng muốn giống như ngươi, một kẻ làm quan. Giang Sách nở nụ cười. Cái này còn giống như điểm dáng vẻ. Hắn thuốc lá đầu vứt bỏ, nắm Thôi Mậu tay đi trở về, đồng thời đối với Hoàng Mao nói rằng, nhớ kỹ, vẻn vẹn chỉ bằng mượn nhân số ưu thế tạo dựng lên tổ chức, là hoàn toàn không được. Muốn trở thành thực sự nam tử hán, các ngươi còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Nói xong, Giang Sách mang theo Thôi Mậu ly khai hiện trường. Sau đó không lâu sau, Giang Sách liền cưỡi xe máy, mang theo Thôi Mậu về tới Thôi Văn Lượng rèn phòng nhỏ. Thôi Văn Lượng, ta dựa theo ước định đem người con trai mang về. Giang Sách bình tĩnh nói rằng, quy định là 2 giờ, trên thực tế chỉ có 1 giờ nhiều một chút điểm, Giang Sách xử lý sự tình hiệu suất thực sự rất cao. Thôi Văn Lượng ngay lập tức sẽ từ lễ vật vọt ra. Kỳ thực hắn căn bản là không có xem trọng Giang Sách có thể đem Thôi Mậu mang ra ngoài, bởi vì Giang Sách cũng chỉ có một người, như thế nào từ Kỳ Sa Đảng người nhiều như vậy trên tay đem người mang về. Hơn nữa, Thôi Mậu chuyên tâm ở lại Kỳ Sa Đảng. Mặc dù có thể đem người mang về, thì có ích lợi gì? Khi này một chút chứng kiến Giang Sách quả thực đem Thôi Mậu mang về rồi, Thôi Văn Lượng vẫn là vô cùng kích động, đối với Giang Sách bội phục sâu hơn một phần. Con trai, Thôi Văn Lượng đi qua lầu chủ Thôi Mậu. Bao nhiêu ngày tìm không thấy, Thôi Văn Lượng đối với con trai phi thường tưởng niệm, hàm chứa lệ nói rằng, con trai, về sau cũng không muốn lại đi Kỳ Sa Đảng rồi có được hay không? Chỉ cần ngươi bằng lòng ba ba có thể thỏa mãn ngươi cái khác bất kỳ yêu cầu gì. Vì vãn hồi con trai tâm, hắn chính là không đếm xỉa đến. Bất quá dù vậy, Thôi Văn Lượng vẫn là không có lòng tin. Bởi vì hắn biết con trai đối với Kỳ Sa Đảng là có biết bao mê luyến, đời này sợ là đều phải hãm ở bên trong. Nào ngờ. Thôi Mậu ngửa đầu, phi thường duệ nói rằng, ta về sau lại cũng không đi Kỳ Sa Đảng rồi, này cũng chỉ là đám ô hợp, không có nghĩa khí, rất sợ chết. Cùng người như vậy cùng một chỗ, làm sao có thể trở thành nam tử hán? Lời nói này Thôi Văn Lượng sửng sốt một chút. Hắn nhìn trước mắt Thôi Mậu. Quả thực hoài nghi đứa bé này có phải hay không con trai của mình, làm sao trong khoảng thời gian ngắn có biến hóa lớn như vậy. Thôi Văn Lượng nhìn một chút Thôi Mậu, vừa nhìn về phía Giang Sách, hỏi cái này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Giang Sách mỉm cười hồi đáp, không có gì, ta chỉ là làm cho Thôi Mậu nhìn thấy gì mới là nam tử hán nên có dáng vẻ, hắn cái tuổi này biết sùng bái anh hùng, khát vọng lực lượng, đây không phải là sai. Chỉ cần chúng ta kiêu ngạo nhân, có thể để cho hắn hiểu đến cái gì mới thật sự là anh hùng, cái gì mới thật sự là lực lượng, không nên bị đám người ô hợp kia cho che đôi mắt là được. Những lời này, kỳ thực Thôi Văn Lượng cũng nghe không phải quá rõ. Bất quá không quan hệ, chỉ cần Thôi Mậu không hề mê luyến Kỳ Sa Đảng, Thôi Văn Lượng liền cũng đủ cao hứng. Vị tiên sinh này, người tin thủ hứa hẹn, hoàn thành điều kiện. Hiện tại đến phiên ta tới hoàn thành lời hứa thời điểm rồi, đem Hỏa Sơn Kim giao cho ta a. Hỏa Sơn Kim ở chỗ này. Giang Sách đem Hỏa Sơn Kim giao cho Thôi Văn Lượng trong tay. Thôi Văn Lượng hỏi, người muốn rèn binh khí gì? Đao thương gậy gộc, búa rìu câu xiên, chọn giống nhau. Đao, Giang Sách không chút do dự nói rằng. Phi thường thích hợp, Thôi Văn Lượng vuốt Hỏa Sơn Kim nói rằng, Hỏa Sơn Kim cứng rắn không gì sánh được. Cương mãnh bá đạo, là thích hợp nhất rèn thành đao tài liệu. Cho ta nửa ngày, nhất định giúp ngươi chế tạo ra một bả suy mao đoạn phát có 102 bảo đao. Làm phiền. Kế tiếp, Giang Sách đám người ngồi ở cửa, một bên uống trà một bên kiên trì đợi. Thôi Văn Lượng coi như mặt của bọn họ rèn. Đem Hỏa Sơn Kim cho rèn thành có 102 bảo đao, một bên rèn còn một bên làm cho Thôi Mậu trợ thủ, đem chế tạo các then chốt kỹ xảo giao cho hắn. Một màn này, còn rất ấm áp. Sốt cục, ở mặt trời nghiêng xuống lúc tới. Bảo đao rèn hoàn thành. Thành. Thôi Văn Lượng đem rèn tốt đao hai tay giơ qua đỉnh đầu,
hưng phấn nói, đao này, là ta kiếp này hoàn mỹ nhất tác phẩm. Vị tiên sinh này, mời kiểm hàng A. Giang Sách cũng rất hưng phấn, trong cơ thể máu nóng không nhẫn nại được táo động. Hắn đi tới tiếp nhận bảo đao. Một đao vung xuống, trước mặt một khối đá hoa cương trong nháy mắt bị chặt vì hai đoạn, thật sự là một bả chém sắt như chém bùn có 102 bảo đao. Đao này, rất tốt. Giang Sách bả đao nắm trong tay nhìn một lần lại một lần, thích vô cùng, đối với một cái quanh năm ở tiền tuyến chiến đấu nam nhân mà nói, một bả chém sắt như chém bùn thần binh, thật sự là quá hấp dẫn hắn. Mạnh như vậy khí giới, coi như là thường thấy các loại binh khí Giang Sách. Cũng cảm giác xem thế là đủ rồi. Không hổ là hỏa sơn kim rèn được khí giới, xúc cảm thực sự là quá tuyệt vời. Sau đó, Giang Sách thậm chí còn ở Thôi Văn Lượng nơi đây lại chế tạo một cái vỏ đao, đưa đao cho đựng vào, sau đó hướng phía Thôi Văn Lượng chắp tay, chuẩn bị ly khai. Lại đi thời điểm, Thôi Tốt còn vô cùng luyến tiếc, muốn cùng Giang Sách cùng rời đi. Cuối cùng vẫn là Giang Sách sờ sờ đầu của hắn, đối với hắn tiến hành rồi một phen cổ vũ. Đồng thời để lại mình phương thức liên lạc, về sau nếu như Thôi Tốt đi kinh thành hoặc là Giang Nam khu nói, đều có thể tìm được Giang Sách. Cứ như vậy, Thôi Mậu Tài vạn phần không muốn đưa tiễn Giang Sách. Mọi chuyện đều giải quyết sau đó, Giang Sách cùng Đôi Ngư, Tương Y Vân ba người ly khai rèn địa phương, hướng phía một cái địa điểm kế tiếp xuất phát. Trên xe, Đôi Ngư vừa lái xe từ một bên cao hứng nói, cho tới bây giờ. Ngũ hành vật chúng ta đã được đến ba cái rồi, kim, mộc, thổ đều đã đắc thủ, hiện tại cũng chỉ còn lại có thủy cùng phát hỏa. Tưởng tiểu thư, giới thiệu một chút hai thứ đồ này muốn ở nơi nào mới có thể thu được được. Tương Y Vân suy nghĩ một chút, nói rằng, thủy cùng hỏa tồn tại ở hai cái ở trong bộ lạc, là hai cái bộ lạc thánh vật, một cái đại biểu cho thưởng cho, một cái đại biểu cho nghiêm phạt. Tưởng cùng phạt. Đôi Ngư nghe không hiểu, hỏi, làm sao một cái ý tứ? Lại là thưởng cho lại là trừng phạt. Tương Y Vân giải thích, kỳ thực rất đơn giản. Hai cái này bộ lạc cách rất gần, có một dạng tín ngưỡng, đồng thời riêng mình bộ lạc đều có giống nhau thánh vật. Chính là làm dịu vạn vật nước, cùng với đốt cháy thế giới chi hỏa. Ở thật lâu trước, hai cái bộ lạc tổ tiên ước định xong, từ trưởng quản thần thủy bộ lạc phụ trách tưởng thưởng, từ trưởng quản thánh hỏa bộ lạc phụ trách nghiêm phạt. Hai thứ này thánh vật chính là thần thủy cùng thánh hỏa. Không cần phải nói, thần thủy cùng thánh hỏa, chính là chỗ này một lần Giang Sách bọn họ cần lấy được một số thứ, cũng là cuối cùng cần lấy được một số thứ. Giang Sách hỏi, còn chưa nói đến cùng tưởng thưởng cùng nghiêm phạt là có ý gì. Tương Y Vân suy tư dưới, nói rằng, đang giải thích cái này trước, đầu tiên muốn giải thích một chút nhân tính thiện ác. Na hai cái bộ lạc vô cùng tin tưởng một việc, đó chính là người là có thiện ác hai mặt. Đôi Ngư nở nụ cười, đây không phải là đương nhiên sao? Không riêng na hai cái bộ lạc, người của toàn thế giới đều như vậy, người nhất định là có thiện ác hai mặt. Tương Y Vân bạch liễu tha nhất nhãn, tiếp tục nói, làm một cái cho thấy đại thiện lúc, cũng sẽ bị thưởng cho uống hạ thần thủy. Truyền thuyết, uống hạ thần thủy sau đó là có thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài thọ mệnh. Kéo dài thọ mệnh. Thiệt hay giả? Đôi Ngư biểu thị không tin, cái này quá xé a. Một chén nước thì có lớn như vậy hiệu quả. Vậy dứt khoát bán xỉ một cái, người của toàn thế giới đều uống một hớp. Cái kia cái đều kéo dài tuổi thọ. Tương Y Vân tương đương im lặng nói rằng, ngươi cho rằng thần thủy là rau cải trắng, đầy đường sao? Na thần thủy là do một khối truyền thuyết tồn tại trên vạn năm thần thạch mặt trên nhỏ tới, mỗi ngày dường như liền vài giọt. Muốn sưu tập một chén thần thủy, thật tốt mập 3 đến 5 năm. Nói cách khác, mỗi 3 đến 5 năm mới có thể làm cho một người uống được thần thủy. Đôi Ngư kinh hô, đây quả thực là cây bàn đào thông thường hy hữu a. Đương nhiên. Tương Y Vân nói rằng, chỉ có thể hiện rồi đại thiện người mới có thể uống hạ thần thủy, người bình thường căn bản cũng không có tư cách uống. Nghe thế, Giang Sách nhíu mày. Muốn thực sự là như vậy, na lấy được đắc thần thủy độ khó nhưng thật ra là rất lớn. Trước không nói hiện tại cái kia ở trong bộ lạc có hay không thần thủy, mặc dù là có, như thế nào khả năng vô duyên vô cớ cho Giang Sách đâu. Toàn thế giới khẳng định có rất nhiều người thần thủy tồn tại. Cũng khẳng định có rất nhiều người đều muốn tẫn các loại biện pháp lấy đắc thần thủy. Uy bức lợi dụ,
các loại biện pháp nhất định là dùng, cuối cùng cũng không có lấy được đắc thần thủy. Vậy đã nói rõ, cái này thần thủy bảo tồn phương thức khẳng định rất đặc thù, hơn nữa thôn dân tín ngưỡng cũng đủ kiên định, căn bản cũng sẽ không bị tiền tài sở che đậy. Cái này rất khó. Giang Sách còn không biết hay là, đại thiện, rốt cuộc cái gì, phải làm sao, mới có thể thu được na thần thủy. Khó, khó, khó. Lúc này, đôi ngư hỏi, Tưởng tiểu thư, người có hay không điều tra qua? Này uống xong thần thủy nhân có phải thật vậy hay không kéo dài tuổi thọ a? Hay là cái mánh lới, gạt người? Không riêng đôi ngư có ý nghĩ như vậy, Giang Sách kỳ thực cũng là có. Dù sao Giang Sách là một bác sĩ, hắn cũng không nhận ra một chén nước là có thể có như thế mạnh công hiệu. Kết quả Tương Y Vân Sát có chuyện lạ nói rằng, cái này ta còn thực sự tìm chứng cứ qua, theo ta biết ba gã uống qua thần thủy nhân, bọn họ phân biệt sống 101 tuổi, 106 tuổi, cùng với đáng sợ nhất 114 tuổi. Thiên, đôi ngư kinh ngạc há to mồm, đây thật là cái khó lường sự tình, từng cái đều sống trên 100 tuổi. Ta sợ rằng ngay cả 80 tuổi cũng không nhất định có thể sống đến, chớ đừng nói chi là 100 tuổi. Xem ra cái này thần thủy thật đúng là có hiệu a. Giang Sách mỉm cười. Không cần thiết. Cái này ba cái thọ mệnh kỳ thực cũng còn thuộc về nhân loại bình thường thọ mệnh, cũng không có khoa trương đi nơi nào, nếu là có cá nhân có thể sống 200 tuổi, đó mới là thực sự lợi hại. Hơn nữa, nếu như là chỉ có đại thiện người mới có thể uống hạ thần thủy, vậy thật ra thì đại thiện nhân thông thường đều tâm bình khí hòa, không tranh quyền thế. Người như vậy, cũng càng dễ dàng sống được lâu lâu. Cho nên thần thủy đến tột cùng có hiệu quả hay không, còn phải khó nói. Bất quá đây không phải là Giang Sách quan tâm, hắn lại không dự định dựa vào thần thủy tới kéo dài thọ mệnh, bởi vì người giống như hắn vậy, không biết từ lúc nào cũng sẽ bị người cho giết. Kéo dài thọ mệnh, cũng không thấy hữu dụng. Hắn quan tâm hơn chính là có thể hay không lấy được đắc thần thủy. Cái này thần thủy quá trọng yếu, chỉ có thu được toàn bộ ngũ hành vật, mới có thể thu được cho hắn mong muốn long nước. Mới có thể làm rõ ràng phệ tâm tản vấn đề. Xem ra cái này thần thủy lấy được độ khó quá. Giang Sách lại hỏi, hãy nói một chút thánh hỏa sự tình a, thánh hỏa cũng không đến nổi cũng khó khăn như vậy thu được a. Tương Y Vân nhún vai, cười khổ nói, thánh hỏa ngược lại là vô cùng dễ dàng thu được. Ai cũng có thể thu được, không có bất kỳ độ khó. A, đây cũng là làm cho Giang Sách có chút ngoài ý muốn. Thần thủy khó khăn như vậy thu được, thánh hỏa làm cùng thần thủy đồng đẳng cấp thánh vật, làm sao lại dễ dàng như vậy thu được. Còn ai cũng có thể thu được, nghe liền cùng đùa giỡn giống nhau. Khác biệt không khỏi quá. Bất quá Giang Sách không có gấp vui vẻ. Hắn từ Tương Y Vân thần tình thì nhìn xảy ra chuyện khẳng định không tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Nếu quả như thật ai cũng có thể thu được, không có bất kỳ một chút xíu độ khó, Tương Y Vân sẽ không có vẻ như vậy uể oải. Nhất định có chuyện. Giang Sách hỏi, cái này thánh hỏa thực sự dễ dàng như vậy. Phải có chỗ đặc thù a? Tương Y Vân cười khổ nói, là rất dễ dàng thu được, duy nhất chỗ đặc thù chính là ở chỗ lấy được đắc thần hỏa người, đều sẽ chết. Cái này khiến người ta rất nhức đầu, Giang Sách cười khổ lắc đầu, là hắn biết sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy có thể hoàn thành. Đôi ngư ở phía trước cau mày hỏi, cái gì cùng cái gì nha? Ta đều nghe không hiểu, vừa mới không trả nói cái gì người có thể thu được thánh hỏa sao? Làm sao chỉ chớp mắt đã nói, thu được thánh hỏa người đều phải chết? Ý gì a? Đối mặt đôi cá nghi hoặc, Tương Y Vân rất nhanh thì cho ra đáp án. Nàng kiên nhẫn hồi đáp, tựa như ta vừa mới nói như vậy, na hai cái bộ lạc nhưng thật ra là phân công hợp tác, một cái phụ trách thưởng hữu nghị, một cái thì phụ trách phạt ác. Thần thủy là dùng để đối với này đại thiện người tiến hành tưởng thưởng, mà thánh hỏa còn lại là đối với làm đại ác nhân tiến hành trừng phạt. A hát, đôi ngư nói rằng, ý tứ nói đúng là, nếu có người làm đại gian đại ác việc, cũng sẽ bị thánh hỏa đốt chết. Cảm giác giống như là ngâm lồng heo. Là một loại tập tục xấu a? Không phải. Tương Y Vân như đinh chém sắt hủy bỏ đôi cá phỏng đoán. Nàng nói rằng, chân tướng của chuyện với người nghĩ thật vẫn chênh lệch rất lớn. Thánh hỏa, đích đích xác xác là dùng để nghiêm phạt này làm đại gian đại ác chuyện người, thế nhưng, cũng không phải cố ý đem người bắt tới chết cháy. Đôi ngư sửng sốt,
hỏi thế nào, chẳng lẽ còn muốn những người đó chính mình qua đây chịu chết sao? Nói đúng. Ngạch. Đôi Ngư cùng Giang Sách đều ngẩn ra, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút mộng. Làm đại gian đại ác chuyện người, tự mình tiến tới chịu chết. Nghe không khỏi cũng quá hoang đường, quá bựa rồi, quả thực giống như là nói đùa giống nhau, căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Nhưng mà, sự tình chính là xảy ra, không tin cũng phải tin tưởng. Thế giới to lớn vô kỳ bất hữu. Thánh hỏa, chính là như vậy một loại tồn tại. Tương Y Vân giải thích, nếu như từng cái phạm vào đại gian đại ác tội nhân, đều cần bộ lạc người đi bắt trở lại chết cháy, đó là không thực tế. Thứ nhất, bộ lạc cũng không có bị bắt người năng lực a, làm sao có thể khắp thế giới đi bắt này đại gian đại ác người. Thứ hai, một phần vạn sai lầm đâu, người một phần vạn bắt trở lại là bị oan uổng, cái gì đều muốn để người ta chết cháy, thích hợp sao? Thứ ba, bộ lạc không có giết người quyền lực. Nếu như bọn họ tùy tùy tiện tiện liền đem người đốt chết, cảnh sát rất chắc chắn lúc trước tiên chạy tới, đem bọn họ cho bắt đi. Từ trên tổng hợp lại, bộ lạc người là căn bản sẽ không tự mình động thủ bắt người, sẽ đem người đốt chết. Nói như vậy, kỳ thực cũng là có đạo lý. Hơn nữa một cái bộ lạc nho nhỏ, người khắp thế giới đi bắt người, rất dễ dàng bị người để mắt tới, trả thù. Giang Sách hỏi, ta đây không rõ. Tại sao có thể có người nguyện ý chính mình đi chịu chết? Tương Y Vân giải thích, bởi vì trong truyền thuyết, thánh hỏa là có đốt cháy tất cả tội ác năng lực. Nếu như ngươi là bị thánh hỏa đốt chết, như vậy, ngươi tất cả tội lỗi cũng đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn. Nói cách khác, tuyển trạch bị thánh hỏa chết cháy, nhưng thật ra là một loại mình cứu rỗi, là một loại lấy buông tha sinh mệnh làm giá tới chọn thiêu hủy tội lỗi phương thức. Cái này rất nại nhân tầm vị. Tương Y Vân nói rằng, cũng không phải là tất cả mọi người không có tim không có phổi, có rất nhiều tội phạm, bọn họ ở phạm tội sau đó sẽ rất hối hận, cả đời nằm ở thống khổ dẫy dụa trong, còn có một chút tội phạm, bọn họ khả năng ngay từ đầu rất xấu, thế nhưng ở đã trải qua một số người cùng sự tình sau đó, biết hoàn toàn tỉnh ngộ, biết thống cải tiền phi. Những người này, sẽ nghĩ hết biện pháp đi hoàn thành mình cứu rỗi. Lại nói tiếp các người khả năng không tin. Kỳ thực hàng năm đều sẽ có rất nhiều tội phạm đi đến cái kia bộ lạc, chủ động thỉnh cầu bị thánh hỏa chết cháy, lấy hoàn lại bọn họ phạm vào tội lỗi. Đến từ toàn cầu các nơi người có, phạm vào người nào thần cùng căm phẫn tội cũng đều có, mỗi một năm bị thánh hỏa đốt chết, ước đoán đều có 10, 20 người. Cái này thật đúng là một cái làm người ta cảm thấy hết ý chữ số cùng sự kiện. Ai có thể nghĩ tới, này đại gian đại ác người. Sẽ có một ngày hoàn toàn tỉnh ngộ đồng thời chủ động tìm chết. Thánh hỏa tồn tại, kỳ thực đối với cái này những người này mà nói, là một loại giải thoát, một loại cứu rỗi, ý nghĩa vẫn là tương đối trọng yếu. Giang Sách thở dài, hiện tại hắn minh bạch vì sao Tương Y Vân trước biết nói như vậy. Quả thực, thánh hỏa là tất cả người có thể lấy được, chỉ cần ngươi nghĩ thu được, liền nhất định có thể được. Nhưng cũng không phải là trực tiếp đem thánh hỏa giao cho ngươi. Mà là dùng thánh hỏa chết cháy ngươi. Ở ngươi được đến thánh hỏa một khắc kia, tánh mạng của ngươi sẽ bị chung kết rơi. Nghe vẫn có chút khiến người ta cảm thấy sợ cùng sợ hãi. Giang Sách thở dài một hơi, thật không ngờ cuối cùng hai dạng đồ vật cư nhiên sẽ như thế làm khó, muốn thu được hai thứ đồ này, phải sử dụng nhất định mưu kế. Cứ như vậy đi theo nhân gia cưỡng bức, là căn bản không có khả năng lấy được. Bất quá Giang Sách cũng không có lúc đó nản lòng. Dù sao, năm đó Lão Thiên Tôn nhưng là từng thu được hai thứ đồ này, nếu không thì không có khả năng đạt được long nước rồi. Nếu Lão Thiên Tôn có năng lực thu được thần thủy cùng thánh hỏa, vậy tại sao mình không thể đâu? Giang Sách thử hỏi, thánh hỏa có thể cho mượn tới sao? Tỷ như ta muốn dùng thánh hỏa nơi đi quyết một cái tại phía xa nước ngoài tội phạm, có thể đem thánh hỏa mang đi sao? Lấy được đáp án dĩ nhiên là, không thể. Tương Y Vân vừa cười vừa nói, thu hồi ngươi tiểu thông minh a. Loại chuyện như vậy ngươi cảm thấy khả năng sao? Nếu như mỗi người đều dùng loại lý do này mang đi thánh hỏa, na thánh hỏa giá trị liền căn bản không tồn tại. Quả thực như vậy. Giang Sách nhún vai, tuy là đáp án hắn ngay từ đầu liền nghĩ đến, nhưng thực sự từ Tương Y Vân trong miệng nghe được, vẫn cảm thấy có điểm không tốt tiếp thu. Lúc này. Đôi Ngư lại đưa ra một vấn đề, kỳ thực ta vẫn rất muốn hỏi a,
cái này thần hỏa muốn thế nào mang về a? Đây là một cái nhìn qua rất buồn chán, kỳ thực rất vấn đề nghiêm túc. Hỏa, cùng kim, mộc, thủy, thổ cũng không giống nhau. Cái khác bốn món khác ngươi là có thể đặt ở trong hộp trực tiếp mang về, thế nhưng hỏa. Ngươi muốn thế nào mang về? Căn bản là thiên phương dạ đàm. Chẳng lẽ, ngươi phải giống như áo vận cầm đuốc như vậy, một cái ngọn lửa, tiếp sức mang về sao? Vậy còn làm sao lái xe đâu? Một phần vạn gặp phải trời mưa xuống lại nên làm cái gì bây giờ? Đối với cái này cái vấn đề, Giang Sách nhưng thật ra không có quá để ý, đơn giản hồi đáp, cái này cũng không khó, ta trực tiếp bao một trận máy bay, dùng chậu than đưa lên máy bay, sau đó trực tiếp mang về. Đơn giản, trực tiếp. Chỉ cần có tiền, có thể rất dễ dàng làm được. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là, như thế nào làm cho bộ lạc người, cam tâm tình nguyện đem thánh hỏa giao cho Giang Sách, làm cho Giang Sách mang đi. Đây là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Cuối cùng, Giang Sách hỏi một vấn đề cuối cùng, còn không biết na hai cái bộ lạc tên gọi là gì. Tương Y Vân Xì vui vẻ, tên của bọn họ sớm đã không còn người biết, hiện tại, bọn họ một cái tên là Thần Thủy Bộ Lạc, người kia kêu là làm thánh hỏa bộ rơi. Giang Sách cũng cười, thực sự là hai cái phi thường tốt nhớ tên. Đang nói chuyện võ thuật, xe của bọn hắn đã lái đến một cái ngã ba đường, đôi ngư đem xe dừng lại. Hướng bên kia, Tương Y Vân nói rằng, hướng bên trái là thông hướng Thần Thủy Bộ Lạc đường, hướng bên phải còn lại là đi thông thánh hỏa bộ rơi đường, tuyển trạch bên trái vẫn là bên phải, cái này cần xem Giang Sách của ngươi. Giang Sách suy nghĩ khoảng khắc, chỉ bên phải đường, nói rằng, đi trước thánh hỏa bộ rơi a. Dù sao, thánh hỏa là tùy thời đều có thể lấy được, mà thần thủy thì nhìn liền cũng không nhất định thấy được, cân nhắc phía dưới, Giang Sách vẫn là quyết định đi trước nhìn thánh hỏa hình dạng thế nào. Từ thánh hỏa hạ thủ có thể sẽ dễ dàng một điểm. Vì vậy đôi ngư cho xe chạy, hướng phía thánh hỏa bộ rơi phương hướng lái đi. Không đến 20 min thời gian, xe của bọn hắn cũng đã đến rồi thánh hỏa bộ rơi. Nói là bộ lạc, kỳ thực đã phi thường hiện đại hóa rồi. Hơn nữa, bộ lạc cho người cảm giác tương đối khá. Một chút cũng không có cái loại này cùng thế cách ly, phòng bế lạc hậu cảm giác, tương phản, bộ lạc có vẻ vô cùng náo nhiệt, đối ngoại người tới đều rất hữu hảo. Bởi vì mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ có đại lượng du khách đi tới thánh hỏa bộ rơi, cho nên khi rất lớn trong trình độ vẫn là một cái, du ngoạn, thành thị, địa phương rất lớn một bộ phận kinh tế đều bắt nguồn ở những thứ này du khách. Đặc biệt thuộc dừng chân về phương diện này, càng phi thường phát triển. Tửu điếm một nhà lần lượt một nhà, hoàn cảnh sống cùng phục vụ đều phi thường tốt. Giang Sách bọn họ đem xe dừng lại, tìm một quán rượu, định rồi ba cái gian phòng, ở loại địa phương này. Tương Y Vân thì không cần lại theo Giang Sách chen ở một cái phòng. Đôi ngư nhìn chung quanh thành tràng cảnh, không khỏi nói rằng, không nghĩ tới a, nơi đây thật đúng là rất không sai. Ăn uống ở đùa, cái gì cần có đều có. Tương Y Vân giải thích, mỗi một năm hết Tết đến cũng có người tới chọn bị thánh hỏa đốt cháy. Vì vậy cũng sẽ có rất nhiều người sang đây xem, nơi này danh tiếng liền truyền bá rất nhanh. Lâu ngày, người tới càng ngày càng nhiều, thành thị cũng liền càng ngày càng náo nhiệt rồi. Đôi ngư nở nụ cười, cảm tình nơi này còn là một cái thành phố du lịch, vậy hãy để cho ta bụng đen luận một cái, có thể hay không hay là thánh hỏa. Căn bản là bịa đặt đi ra. Bên ngoài bản chất chính là vì chế tạo mánh lưới, hấp dẫn du khách. Không phải là không có khả năng như vậy. Chân giả, lại có mấy người biết đâu. Bất quá. Tương Y Vân Bạch Liễu tha nhất nhãn, rất nghiêm túc nói, lời như vậy chúng ta nói riêng một chút nói thì tốt rồi, người có thể ngàn vạn lần không nên nói ra trước mặt mọi người tới, sẽ khiến công phẫn. Đôi ngư gật đầu, ta tự có chừng mực. Sẽ không như vậy ngu xuẩn. Ở một cái tín ngưỡng cao như thế bộ lạc, đi nói nhân gia thánh hỏa là giả. Ha ha, đó không phải là muốn chết sao? Đang lúc bọn hắn ba người đàm luận phải như thế nào đi xem một cái thánh hỏa thời điểm, bỗng nhiên, người đi trên đường phố hướng hai bên tản ra, một chiếc màu đen xe chậm rãi ra. Xe đỉnh phong cửa sổ ở mái nhà mở ra, một người đàn ông lộ ra thân thể tới, trong tay đầu cầm một cái loa lớn. Đối với hai bên người đi đường hô, trưa mai 12 giờ, sẽ chấp hành thánh hỏa đốt cháy nghi thức,
mời các vị muốn quan sát đồng chí tự hành trình diện quan sát. Xe mở cũng không nhanh, trong loa mặt thanh âm một lần lại một lần truyền vào trong lỗ tai của mỗi người mặt. Giang Sách nghe xong, mỉm cười nói, thực sự là muốn cái gì tới cái gì, chúng ta vừa mới còn nói, muốn thế nào đi xem một cái thánh hỏa, hiện tại cơ hội đã tới rồi. Trưa mai 12 giờ, sẽ có người tuyển trạch bị thánh hỏa chết cháy. Giang Sách đám người có cơ hội xem thật kỹ vừa nhìn, cái này hay là thánh hỏa, rốt cuộc thực sự, vẫn là đồ có kỳ danh. Nhìn xe đi xa, Giang Sách bọn họ trực tiếp tìm một quán cơm nhỏ ngồi xuống, điểm vài cái bình thường đồ ăn. Chuẩn bị các loại cơm nước sau khi đi lên, vừa ăn một bên đàm luận có quan hệ ngày mai thiêu hủy sự tình. Còn không chờ bọn hắn gọi món ăn, thì có người bán hàng đi tới nói rằng, ba vị, có thể hay không đem các ngươi tay áo vén lên tới, để cho ta xem một chút các ngươi cánh tay. Đây là một loại cái gì yêu cầu kỳ quái. Giang Sách bọn họ nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, tuy là nơi này là vắng vẻ bộ lạc, nhưng là không đến mức có cái chủng này kỳ quái tập tục a. Ăn, còn phải xem cánh tay. Đôi ngư hỏi Tương Y Vân, Tưởng tiểu thư, đây cũng là bọn họ nơi này phong tục thói quen sao? Tương Y Vân cũng là vẻ mặt mộng bức, căn bản không có nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, trước khi tới cũng không biết nơi đây sẽ có như vậy tập tục, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm như thế nào giải thích. Phục vụ viên kia mỉm cười nói, không phải, đó cũng không phải chúng ta nơi này tập tục, mà là đang dự phòng tật bệnh. Ân. Giang Sách nhíu mày, hỏi, nói rõ hơn một chút. Người bán hàng giải thích, là như thế này, ở gần nhất 2 tháng này, chúng ta cái này một mảnh xuất hiện một loại kỳ quái chứng bệnh. Phát bệnh nhân ngay từ đầu cũng không có bất luận cái gì không thích hợp, chỉ là trên cánh tay sẽ có một vòng lại một vòng hắc sắc vằn. Theo thời gian trôi qua, vằn càng ngày sẽ càng sâu, một tuần sau đó, vằn địa phương sẽ có mụn mủ bọc đầu đen, thối giữa tình huống. 2 tuần lễ, sẽ lan tràn đến toàn thân, cuối cùng người sẽ ở trong thống khổ tử vong. Đây là một loại bệnh gì? Giang Sách quả thực nghe cũng không có nghe nói qua, cảm giác giống như là một loại vu thuật, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phục vụ viên kia còn nói thêm, loại bệnh này hiện nay là thế nào sinh ra, có thể hay không truyền nhiễm, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, tạm thời quản nó là quỷ vân chứng. Nhiễm bệnh nhân nhưng vẫn đang gia tăng, gây lòng người bàng hoàng. Cho nên ba vị khách quan, ta nghĩ muốn xem các ngươi một chút cánh tay, chính là muốn biết các ngươi có phải hay không được loại này kỳ quái bệnh. Nghe vừa nói như vậy, Giang Sách bọn họ mới hiểu rõ phục vụ viên, dụng tâm lương khổ. Đã như vậy, thì không cần làm khó dễ nhân gia. Giang Sách chủ động đem tay áo lột đứng lên, lộ ra bền chắc 2 cánh tay, hắn 2 cái trên cánh tay có tất cả lớn nhỏ các loại các dạng vết sẹo. Những thứ này đều là chiến đấu huân chương. Bất quá, cũng không có hay là hắc sắc vằn. Đôi ngư cùng Tương Y Vân cánh tay cũng là bình thường, cũng không có bất luận cái gì được quỷ vân chứng dấu hiệu. Người bán hàng thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, có thể, ba vị khách quan tình trạng cơ thể đều phi thường tốt, một điểm bị bệnh dấu hiệu cũng không có. Bất quá, dù vậy cũng không thể thả lỏng cảnh giác, về sau hay là muốn cẩn thận, không cần loạn ăn cái gì. Nhiều người địa phương tận khả năng ít đi. Nhiều người địa phương ít đi. Đây là có điểm khó khăn. Dù sao, Giang Sách bọn họ đều đã quyết định được rồi, trưa mai thì đi xem thánh hỏa đốt cháy. Ở Tương Y Vân gọi món ăn võ thuật, Giang Sách nhìn như thuận miệng hỏi, người bán hàng, các ngươi cái này bình thường tổ chức thánh hỏa thiêu hủy nghi thức sao? Người bán hàng nở nụ cười. Hắn lúng túng nói, làm sao có thể? Kỳ thực thánh hỏa đốt cháy cho tới nay cũng chỉ là một cái truyền thuyết, mỗi một năm thực sự bị đốt chết người không đến 5. Bởi vì, này dù sao quan hệ đến mạng người, trưởng quản thánh hỏa trưởng lão vẫn là lấy khuyên bảo làm chủ, không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không thực sự đi dùng thánh hỏa đem người đốt chết. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bên ngoài vẫn truyền lưu, nói chúng ta cái này cả ngày đốt người, chỉ cần có người nguyện ý, có thể bị thánh hỏa chết cháy tới đốt cháy tội lỗi. Nhưng thật ra là không chính xác. Các trưởng lão đều phi thường thiện lương, sẽ không thực sự lấy đốt bởi vì lạc thú. Nghe thế, Tương Y Vân vi vi chu mỏ một cái. Tình huống nơi này cùng với nàng giới thiệu vẫn có một điểm ra vào. Nàng còn tưởng rằng ai cũng có thể bị thánh hỏa đốt cháy, chỉ cần muốn chết có thể chết, thực ra không phải vậy,
Nhân gia trưởng lão vẫn sẽ tốt nói khuyên bảo, có thể không chết cũng không cần đi tìm chết. Xem ra, chuyện gì đều là trăm nghe không bằng một thấy. Giang Sách hỏi tới, vậy ngày mai thánh hỏa đốt cháy là cái gì tình huống? Nói đến đây, phục vụ viên sắc mặt có chút khó coi, thở dài. Giang Sách hiếu kỳ nói rằng, làm sao, nhìn dáng vẻ của ngươi dường như rất khó chịu, chẳng lẽ ngày mai bị thánh hỏa thiêu hủy người có liên hệ với ngươi sao? Người bán hàng cười cười, có quan hệ, cũng không còn quan hệ. Hắn sửa sang ý nghĩ một chút, giải thích, kỳ thực, đây đã là tháng này tới nay thứ 6 bắt đầu thánh hỏa đốt cháy sự kiện. Tương Y Vân đều có điểm bối rối, loạn như vậy tình huống, chả thế nào đối với bọn họ mà nói là một cái cơ hội tốt ngàn năm một thuở rồi. Nàng hỏi, có ý tứ a? Giang Sách giải thích, nếu như nơi đây tất cả thái bình, chẳng có chuyện gì phát sinh, kia đối với chúng ta thu hoạch thánh hỏa mà nói, nhưng thật ra là nhất kiện rất khó làm được chuyện. Nhưng là bây giờ ngươi thấy được, nơi đây loạn tao tao, lòng người bàng hoàng. Nếu như chúng ta có năng lực đem sự tình giải quyết tốt, làm cho quỷ vân chứng từ nay về sau tiêu thất, người nghĩ, bộ lạc không phải thiếu chúng ta một ơn huệ lớn bằng trời. Dùng thánh hỏa tới trả phần nhân tình này, không quá đáng a. Cái này Tương Y Vân xem như là nghe rõ. Nàng gật đầu, quả thực như vậy, nếu như có thể giúp trợ bộ lạc người giải quyết quỷ vân chứng, na thánh hỏa liền dễ như trở bàn tay rồi. Vấn đề là, quỷ vân chứng có giải quyết dễ dàng như vậy sao? Tương Y Vân hỏi, vậy người phải như thế nào tìm ra cái kia đại gian đại ác người đâu? Giang Sách phốc suy vui vẻ. Hắn nhấp một ngụm trà, nói rằng, ân, đầu tiên ta muốn nhấn mạnh là, ta là kiên trì vô thần luận giả. Cái kia đại trưởng lão mộng rốt cuộc thật hay giả, đúng vậy, mặc dù là thực sự, ta cũng không tin tưởng chết cháy một người có thể ngăn cản tật bệnh khuếch tán. Ta muốn làm, là tìm ra tật bệnh đầu nguồn, sản sinh nguyên nhân, dùng chữa bệnh thủ đoạn để giải quyết quỷ vân chứng. Tương Y Vân lúc này mới tỉnh ngộ lại, nói cũng phải, na đại trưởng lão mộng nhất định chính là tà thuyết mê hoặc người khác, ta thiếu chút nữa cũng bị mang trong rãnh đi. Lúc này, đôi ngư hỏi, na thống suất, ngươi cho rằng hiện nay cục diện là dạng gì? Giang Sách vươn hai ngón tay, có lưỡng chủng tình huống, một là thiên họa, hai là bởi vì. Cái gọi là thiên họa, nói đúng là quỷ vân chứng là một loại không biết làm sao lại sinh ra tật bệnh, nơi này chữa bệnh thủ đoạn lạc hậu. Cha không ra nguyên lý, cuối cùng, đại gia tin đại trưởng lão mộng, toàn bộ lầm phương hướng, đi cha rõ ra căn bản không tồn tại đại gian đại ác người. Cái gọi là bởi vì, nói đúng là đây hết thảy đều cũng có người đang phía sau màn dở trò quỷ, tật bệnh, lời đồn, toàn bộ đều là giả, là có người vì nào đó mục đích không thể cho người biết, mà cố tình bày sự nghi ngờ. Tương Y Vân nói rằng, khả năng này là nhân vì sao? Theo ta thấy, là thiên họa có khả năng càng cao a. Tật bệnh sản sinh, mọi người sai tin đại trưởng lão chuyện ma quỷ, sự tình chính là chỗ này sao đơn giản? Thật sự có đơn giản như vậy sao? Chỉ sợ không phải. Giang Sách uống một hớp, nói rằng, ta vừa vặn kiềm giữ ngược lại quan điểm, ta cảm thấy được, đây hết thảy đều là bởi vì. A, Tương Y Vân cùng đôi ngư đều cảm giác rất kinh ngạc. Làm sao lại là nhân vì, từ trước mắt lấy được manh mối đến xem, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào vì dấu hiệu A. Giang Sách giải thích, bởi vì, ta ngửi được quỷ dị mùi vị. Tương Y Vân nở nụ cười. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì chứng cứ rõ ràng, thì ra chính là dựa vào giác quan thứ 6 ha. Thật là không có chút nào nghiêm cẩn. Giang Sách khoát tay áo, nói rằng, chứng cứ ta không có, nhưng manh mối có một cái. Đầu mối gì? Chính là, người ngã bệnh, toàn bộ đều là bộ lạc người. Ân, Tương Y Vân sửng sốt một chút, có không, vừa mới người bán hàng có đã nói như vậy sao? Giang Sách nói rằng, người bán hàng chưa nói qua, nhưng bố cáo trên có viết a. Lúc này, Tương Y Vân mới nhìn đến, thì ra phía sau bọn họ trên tường có một tấm bố cáo, đem bộ lạc tình huống thông báo đi ra ngoài. Trong đó đặc biệt cường điệu một điểm, hiện nay bị bệnh toàn bộ đều là trong bộ lạc người, tạm thời không có du khách được quỷ vân chứng. Tương Y Vân kinh ngạc nói, cư nhiên thật sự có loại sự tình này, vậy tại sao người bán hàng ngay từ đầu còn muốn kiểm tra cánh tay của chúng ta? Giang Sách hồi đáp, làm theo phép mà thôi,
tuy là tạm thời không có du khách nhiễm bệnh, nhưng không có nghĩa là du khách liền nhất định sẽ không nhiễm bệnh. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng nếu như giả thiết du khách thực sự sẽ không nhiễm bệnh, như vậy nói cách khác, quỷ vân chứng sẽ chỉ ở trong bộ lạc lan tràn, đồng thời các ngươi suy nghĩ một chút đại trưởng lão giấc mộng kia. Hay là đại gian đại ác người, cũng là trong bộ lạc người. Nói cách khác, tất cả nguy hiểm, kỳ thực đều bị hạn định ở tại ở trong bộ lạc, cùng du khách không quan hệ. Cho nên, các du khách vẫn là có thể núi ăn hải uống. Muốn làm gì làm cái gì, chỉ có trong bộ lạc người, mỗi người đều sống được nơm nớp lo sợ. Nghe xong Giang Sách giải thích, Tương Y Vân mới có lĩnh ngộ. Bất quá, nàng vẫn là quật cường nói rằng, vậy thì thế nào? Có lẽ là bộ lạc người có cái gì đặc thù thói quen, hay hoặc giả là bọn họ ẩm thực, nguồn nước gì gì đó có chuyện, mới có thể đưa tới chỉ có bộ lạc người nhiễm bệnh. Ngươi nói có đạo lý. Giang Sách nói rằng, thế nhưng, ta cảm thấy được một khả năng khác tính càng cao. Cái gì có khả năng? Quyền lợi. Quyền lợi, Tương Y Vân sững sờ ở. Giang Sách chỉ ngoài cửa sổ, nói rằng, trước khi tới chúng ta liền phân tích qua, cái bộ lạc này mặc dù có thể như vậy, phồn hoa. Thậm chí đều có du ngoạn đất cảm giác, cũng là bởi vì nơi đây hàng năm đều sẽ tiến hành thánh hỏa đốt cháy. Vậy các ngươi suy nghĩ một chút, làm các du khách hứng thú ngẩng cao đi tới nơi này. Kết quả phát hiện hay là thánh hỏa đốt cháy chỉ là một mánh lưới, chỉ là một truyền thuyết, quanh năm suốt tháng nhìn không thấy mấy lần, sẽ như thế nào? Các du khách nhất định rất thất vọng. Một ngày thất vọng, về sau cũng sẽ không trở lại, đồng thời sẽ đem danh tiếng làm hư, một truyền 10 10 truyền 100, đưa tới nơi này quyền lợi liên trở nên càng lai việt kém, trước mắt phồn vinh cũng sẽ không phục tồn tại. Nghe thế, Tương Y Vân cùng Đôi Ngư đều cảm giác sau lưng lạnh cả người. Bởi vì Giang Sách lời nói, để cho bọn họ cảm thấy nơi này có một cái âm mưu to lớn. Tương Y Vân hạ thấp giọng hỏi, Giang Sách, ý của ngươi là? Có người cố ý chế tạo ra quỷ vân chứng, đồng thời giải đại gian đại ác người lời đồn. Chính là vì làm cho người nhiều hơn chủ động đứng ra bị thánh hỏa đốt cháy. Sau đó hấp dẫn du khách. Giang Sách không trả lời, chỉ là cho nàng một cái mỉm cười. Cái này mỉm cười, hàm nghĩa rất nhiều. Đúng vậy, hai tháng này thiêu hủy người càng lai việt nhiều, đồng thời, du khách cũng biến thành càng lai việt nhiều. Sinh ý càng lai việt tốt, quyền lợi càng lai việt lớn. Đồng thời cũng giải thích vì sao quỷ vân chứng chỉ ở trong bộ lạc truyền bá. Đó là bởi vì sợ đem du khách đánh đuổi. Nếu như quỷ vân chứng đối với du khách cũng có ảnh hưởng, na du khách phải cân nhắc một chút rồi, tuyệt đại đa số người vẫn là tích mệnh, căn bản không dám đến. Thế nhưng, hiện tại tất cả mọi người biết, quỷ vân chứng đối với bộ lạc người hữu hiệu, đối với du khách vô hiệu. Vậy cũng tốt. Các du khách có thể không cố kỵ tới quan sát thánh hỏa đốt cháy, cũng không cần lo lắng an toàn tánh mạng vấn đề, lại có thể chứng kiến bọn họ muốn thấy được, đặc sắc biểu diễn, một lần hành động đôi được. Chỉ là đáng thương này chết thảm bộ lạc người, bọn họ còn bị mông tại cổ lý, cho rằng dùng tánh mạng của mình có thể ngăn cản quỷ vân chứng tản. Kỳ thực, quỷ vân chứng căn bản sẽ không đình chỉ tàn. Chỉ cần nhân tham dục vẫn còn ở, quỷ vân chứng sẽ trả ở, này mình hy sinh người, bọn họ cũng không có dẹp loạn, thiên thần, lửa giận, chỉ là trở thành một ít người kiếm tiền công cụ. Bọn hắn chết, làm cho một ít người kiếm đầy bồn đầy bát, không hơn. Tương Y Vân liên tục uống vài hớp trà, cảm giác lòng bàn tay lạnh cả người, nếu như Giang Sách suy đoán đều là thật. Như vậy, cái bộ lạc này không khỏi cũng quá đáng sợ. Đây quả thực là một cái tội ác cùng dục vọng cùng tồn tại khăng khít địa ngục. Một lát sau, cơm nước toàn bộ đều bưng lên bàn, nóng hôi hổi, này mới khiến Tương Y Vân lạnh như băng lòng bàn tay dần dần có nhiệt độ. Nàng đem một miếng thịt bỏ vào trong miệng, ân, ăn ngon. Nhìn bộ dáng của nàng, Giang Sách cảm thấy hài lòng, nói rằng, người bệnh kén ăn trứng trên cơ bản đã khỏi rồi. Phải. Điểm này, ngay cả Tương Y Vân mình cũng không có phản ứng kịp. Kỳ thực tỉ mỉ hồi ức một cái, còn giống như thực sự chính là như vậy, mấy ngày nay kỳ thực bọn họ ăn đều không phải là Giang Sách làm cơm nước, mà là ở bên ngoài tiệm ăn ăn. Nhưng lại đều không phải là cái gì cao cấp tiệm cơm. Nhưng Tương Y Vân nhưng không có chút nào không khỏe, mỗi một bữa cơm nước đều ăn rất vui vẻ. Kỳ thực,
là Giang Sách âm thầm đem thuốc dưới ở tại trong thức ăn, một chút xíu trợ giúp Tương Y Vân khôi phục hiện tại. Tương Y Vân bệnh kén ăn trứng khôi phục không sai biệt lắm, chỉ cần lại điều dưỡng vài ngày cũng sẽ không có việc. Tương Y Vân tâm tình tốt hơn. Lúc này, đôi ngư đem đề tài kéo lại, hỏi thống suất, người nói Thánh Hỏa Bộ Lạc gặp đây hết thảy biến cố, hung phạm sẽ là ai? Cái này còn cần hỏi lại sao? Nếu như nói quỷ vân chứng là có người nào giải, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa tra ra tới, na, mộc, là ai hư cấu đi ra, không phải vừa xem hiểu ngay. Ngoại trừ đại trưởng lão ở ngoài, không có người thứ hai có cái quyền này uy cùng năng lực, đem một cái biên mộng trao mọi việc thật. Hầu như có thể khẳng định, đại trưởng lão chính là thủ phạm thật phía sau màn. Mặc dù không thấy rõ hắn là duy nhất hung thủ, nhưng hắn nhất định là hung thủ một trong. Đã biết điểm này, đối với kế tiếp hành động thì càng trọng yếu. Tương Y Vân hỏi, Giang Sách, hiện tại chúng ta biết nhiều như vậy, người kế tiếp dự định làm như thế nào hành động a? Trực tiếp đi tìm đại trưởng lão rằng co, vạch trần âm mưu của hắn sao? Dĩ nhiên không phải. Giang Sách phủ định hoàn toàn. Bộ lạc người sẽ chọn tin tưởng một người cho tới bây giờ chưa từng thấy ngoại nhân, vẫn sẽ tuyển trạch tin tưởng đại trưởng lão. Đây là một cái rất dễ dàng làm đề trắc nghiệm. Hiện tại, Giang Sách bọn họ càng cần nữa làm là làm cho bộ lạc người tin tưởng, quỷ vân chứng là có thể chữa khỏi. Cũng không cần giết chết người vô tội. Hay là đại gian đại ác người, căn bản không tồn tại, cũng căn bản không cần đi tìm đi ra. Muốn làm điểm này, đó cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Tương Y Vân nói rằng, chúng ta đây được mau sớm đi tìm đến một gã thân nhiễm quỷ vân chứng bệnh nhân, yên lành kiểm tra một phen, có thể có chút phát hiện. Thương lượng xong đối sách sau đó, ba người tạm thời đem đề tài buông một chút, an tâm ăn. Ở cơm nước xong, kết thúc hết sổ sách sau đó, bọn họ rồi rời đi tiệm cơm, tìm kiếm thân nhiễm quỷ vân chứng bộ lạc người. Cũng không khó tìm. Hơi chút hỏi mấy người, để bọn họ tìm được cả người mắc quỷ vân chứng tiểu cô nương, xem ra mới 10 tuổi không đến, hai cái tay cánh tay cũng đã hiện đầy kinh khủng hắc sắc vằn. Giang Sách nói mình là bác sĩ, đối với tiểu cô nương tiến hành rồi một phen kiểm tra cặn kẽ. Bác sĩ, thế nào? Cô bé mụ mụ vội hỏi. Tạm thời nhìn không ra cái gì, còn phải tiếp tục quan sát. Giang Sách trả lời làm cho nữ hài mụ mụ phi thường thương tâm. Giang Sách trả lời theo trước những thầy thuốc kia cũng không có cái gì phân biệt. Bất quá nàng vẫn là rất khách khí đưa tiễn Giang Sách đám người. Lập tức, Giang Sách ba người về tới chính mình dưới tháp tửu điếm. Cũng không có sốt ruột trở về riêng mình gian phòng, mà là ba người trước tiên ở Giang Sách căn phòng tập hợp. Đóng cửa lại, Giang Sách đem áo khoác cởi ném lên giường, sau đó xoay người đối với đôi ngư, Tương Y Vân nói rằng quỷ vân chứng. Có giải khai. Hai người khác đồng thời sửng sốt. Vừa mới không phải đều cùng nữ hài mụ mụ nói, tạm thời không có cách nào, còn phải tiếp tục quan sát sao. Làm sao vừa về tới tửu điếm, đã nói quỷ vân chứng có hiểu. Chẳng lẽ, vừa mới Giang Sách là ở lừa dối nữ hài mụ mụ. Đúng là như vậy. Giang Sách thành thật trả lời, vừa mới ta quả thực nói dối, quỷ vân chứng quả thật có giải khai, nếu như ta vừa mới xuất thủ. Tại chỗ có thể giải trừ bé gái chứng bệnh. Thế nhưng, Giang Sách cũng không có làm như vậy. Đôi ngư cùng Tương Y Vân là rất không hiểu. Dựa theo Giang Sách tính cách mà nói, cũng không phải là cái loại này thấy chết mà không cứu được nhân. Giang Sách sau đó giải thích, nếu như vừa mới cứu tiểu cô nương, sự tình nhất định sẽ lưu truyền ra. Đến lúc đó sắp sửa đối mặt đại trưởng lão âm mưu tính toán. Cho nên ta dự định trước án binh bất động. Muốn một cái tốt đối sách, một lần hành động vạch trần đại trưởng lão chân diện mục. Thời gian, đang ở trưa mai, địa điểm, liền tuyển trạch ở đốt cháy tràng. Trưa mai sẽ có một cái người vô tội bị thánh hỏa đốt cháy chí tử, Giang Sách ở ngoài sáng biết chân tướng dưới tình huống. Không có khả năng theo đuổi loại chuyện như vậy phát sinh. Ngày mai người kia, được cứu trợ. Đồng thời, cũng phải nhường đại trưởng lão chân diện mục bạo lộ ra. Thắng bại, nhất cử ở chỗ này. Cùng lúc đó, ở bộ lạc đại trưởng lão trong phòng, mấy người mặc kim mang ngân nam tử tay thuận dơ ly rượu đỏ, uống say huân huân. Bọn họ, toàn bộ đều là cùng đại trưởng lão liên hợp lại, bày ra những thứ này âm mưu người.
Đại trưởng lão đối với một cái râu cá trê nam nhân nói, Tiêu Uân lão bản. Ngài độc dược thực sự là quá dễ sử dụng rồi, quỷ vân chứng tỏa ra, gây lòng người bàng hoàng. Hiện tại mỗi tháng đều có rất nhiều người bị đưa đi đốt cháy tràng. Hai tháng này tới nay, du khách số lượng rõ ràng tăng nhiều, bộ lạc thu nhập lật vài lần. Tiêu lão bản, tới, ta mời ngươi một chén. Tiêu Uân giơ ly rượu lên, cùng đại trưởng lão đối ẩm. Uống xong một ly, Tiêu Uân nói rằng, chúng ta có thể thuận lợi như vậy kiếm được tiền, cũng nhiều thua thiệt đại trưởng lão trợ giúp. Nếu như không phải ngài ở trong bộ lạc vốn có cao như vậy danh vọng, làm cho mọi người đều tin tưởng ngươi, mộng, tin tưởng là bọn hắn chọc giận thiên thần, chúng ta kế hoạch cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Hiện tại, trong bộ lạc những thứ ngu xuẩn kia, mỗi một người đều cho rằng thật là chọc giận tới thiên thần, mới đưa đến quỷ vân chứng khuếch tán, từng cái tranh nhau đi chịu chết. Ha ha, thật tình không biết, toàn bộ đều là đang dùng sinh mệnh thay chúng ta mấy anh em kiếm tiền. Đám người này, ăn dẫn người máu bánh màn thầu, còn dính dính tự đắc. Nở nụ cười một chút, Tiêu Uân tiếp tục nói, kỳ thực cái kế hoạch này ta đã sớm đuổi kịp vừa đảm nhiệm đại trưởng lão đề cập qua, chỉ là cái kia người bảo thủ nhất định không chịu. Nói cái gì thiên đạo luân hồi, nói cái gì khuyên người hướng thiện. Ha ha, loại này cùng tiền không qua được ngu xuẩn, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. May mà lão già kia chết, bằng không, không biết còn có thể cho chúng ta tăng bao nhiêu phiền toái. Trước một đời đại trưởng lão, này đây hiền lành, thiện lương nổi danh trên đời. Cũng chính là trước một đời đại trưởng lão tồn tại, mới có thể đè thấp hàng năm thánh hỏa thiêu hủy nhân số, có thể từ sau khi hắn chết, tân nhất nhậm đại trưởng lão tiền nhiệm, tất cả liền cũng thay đổi. Thánh hỏa đốt cháy không còn là một loại thần thánh sự tình, mà biến thành một loại để cho bọn họ nhân cơ hội vơ vét của cải thủ đoạn. Quả thực thật đáng buồn. Để cho người cảm thấy trơ trẽn chính là, bọn họ vẫn dùng bộ lạc nhân tính mệnh, tới kiếm na mang máu tiền. Nếu quả như thật có thiên thần tồn tại, sợ là sẽ phải đối với Tiêu Uân, đại trưởng lão hành vi cảm thấy phẫn nộ a. Giữa trưa ngày thứ hai, ở đốt cháy tràng chu vi phim truyền hình rồi đại lượng du khách, bọn họ đều là hướng về phía xem thánh hỏa đốt cháy tới. Nói thật ra, có thể ở hiện nay xã hội còn có thể chứng kiến như vậy, cực hình, là một loại phi thường khó được sự tình, người bình thường cũng không muốn bỏ qua. Huống chi, tuyệt đại đa số du khách đều là hướng về phía thánh hỏa đốt cháy tới. Bọn họ tới đây mục đích, chính là vì xem một người lớn sống sờ sờ là thế nào bị rõ ràng đốt chết, lấy thỏa mãn vặn vẹo trong lòng tố cầu. Như vậy đốt cháy, còn có thể thể hiện thánh hỏa ý nghĩa sao? Như vậy nghiêm phạt, còn có thể đem tội lỗi đốt tận sao? Đã không có người quan tâm rồi, tất cả mọi người chìm đắm trong riêng mình trong sự vui sướng, có vì thị giác hưởng thụ, có vì vặn vẹo yêu thích, có vì dùng cái này mọt tiền. Thánh hỏa ý nghĩa thực tế, hầu như đã không còn tồn tại. Mỗi người đều ở đây hoan hô chu lên, hô to, chết cháy hắn, chết cháy hắn. Người đáng thương kia một thân một mình đi lên đốt cháy đài, không cần người khác tới áp giải, bởi vì từng cái trên đốt cháy đài, đều là tự nguyện đi lên. Nếu như ngươi không muốn bị chết cháy, như vậy thì sẽ không có người đem ngươi đưa lên đốt cháy đài. Điểm này, chỉ ít còn giữ lại. Người đáng thương kia ngửa đầu nhìn bầu trời, hướng về phía dưới đài mọi người hô lớn, ta có tội, ta phạm vào nhân thần cộng phẫn lệch lạc. Ta không nên thấy hơi tiền nổi máu tham, đem người khác đánh mất đồ đạc làm của riêng. Ta là không đạo đức, ta là có chỗ bẩn, ta đắc tội liễu thiên thần, nguyện ý lấy cái chết tới dẹp loạn thiên thần lửa giận. Hắn đây là đang sám hối tội lỗi của chính mình. Kỳ thực, hơi có chút đầu óc người biết, đây coi là tội gì nghiệp. Nói khó nghe một chút, chính là trên đường nhặt được người khác cột ví tiền, sau đó làm của riêng, không có nộp lên mà thôi, nhỏ như vậy chuyện hư hỏng. Nếu như điểm ấy tội cũng có thể làm cho thiên thần tức giận. Như vậy thiên thần tính khí không khỏi cũng quá lớn rồi. Kỳ thực bộ lạc rất nhiều người đều là thất vọng, từ ánh mắt của bọn họ trong là có thể nhìn ra, bọn họ đối với cái này người đáng thương chết là không hy vọng, cũng không cho là hắn tử năng ngăn cản quỷ vân chứng. Bởi vì lúc trước đã có rất nhiều người phạm vào càng nghiêm trọng hơn tội, sau khi chết cũng không có dẹp loạn thiên thần sự phẫn nộ. Như vậy, hắn điểm ấy tội lại dựa vào cái gì làm cho thiên thần tỉnh táo lại? Đây quả thực là nói vớ vẩn.
Bất quá chuyện cho tới bây giờ, đã không có người cứu được hắn, người đàn ông này mệnh sẽ rất nhanh thì bị thánh hỏa cướp đi. Lúc này, đại trưởng lão đi tới đốt cháy dưới đài, tự tay đem ngọn lửa cho nhận lấy, nhìn đốt cháy trên đài nam tử, lấy thương hại giọng nói rằng, biết sai có thể cải thiện lớn lao đâu chỗ này, dùng cái chết của ngươi đổi thiên thần bình thản, ngăn cản quỷ vân chứng lan tràn, coi như là công đức nhất kiện. Ngươi, an tâm lên đường đi. Nói, hắn sẽ châm lửa kíp nổ, chuẩn bị chết cháy nam tử kia. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, thanh âm một nữ nhân truyền đến, chậm đã. Ân, loại thời điểm này, ai dám coi trời bằng vung. Ánh mắt mọi người đều hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Chỉ thấy một gã ăn mặc như là người tu hành nam tử hướng phía bọn họ đi tới, nam tử đi theo phía sau một nam một nữ, ba người trang phục đều giống như người xuất gia. Không là người khác, chính là Giang Sách, Đôi Ngư, Tương Y Vân ba người. Vừa mới na một tiếng kêu, cũng là Tương Y Vân kêu. Trải qua tối hôm qua suy nghĩ, bọn họ quyết định, gậy ông đập lưng ông, đối phương giả thần giả quỷ, Giang Sách bọn họ hay dùng phương thức giống nhau cấp cho đánh trả. Ba người bọn họ quái dị hành vi làm cho mọi người khó hiểu, mọi người nhao nhao né tránh, cho bọn hắn nhường ra một con đường. Giang Sách đi tới đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão nhìn từ trên xuống dưới Giang Sách, căn bản không nhận thức người đàn ông này, hỏi, không biết đại sư họ quá mức danh người nào, đến từ phương nào, vì sao phải ngăn cản ngã chấp đi thánh hỏa đốt cháy. Giang Sách mỉm cười, nói rằng, bần đạo chỉ là một vân du người, không đủ vì nói. Ngăn cản đại trưởng lão thánh hỏa đốt cháy, cũng là sự tình xảy ra có nguyên nhân. Đại trưởng lão cau mày. Chuyện gì xảy ra, còn có tới đập phá quán. Hắn ở nơi này vùng lăn lộn cả đời, vẫn là lần đầu tiên gặp phải có người ngăn cản thánh hỏa thiêu hủy. Đại trưởng lão không vội vã mà hỏi, không biết là nguyên nhân gì. Giang Sách không trả lời mà hỏi lại, xin hỏi đại trưởng lão, ngài muốn chấp hành thánh hỏa đốt cháy, ra sao nguyên nhân? Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, nguyên nhân mọi người đều biết. Bộ lạc gặp bất hạnh, quỷ vân chứng ở trong bộ lạc không ngừng khuếch tán, lòng người bàng hoàng. Ta được đến Liễu Thiên Thần ý bảo, trong bộ lạc xuất hiện đại gian đại ác người, phải lấy thánh hỏa đốt cháy, xử tử người này. Mới có thể dẹp loạn thiên thần lửa giận, mới có thể làm cho quỷ vân chứng triệt để chung kết. Thoại phong nhất chuyển, đại trưởng lão cố ý đối Giang Sách, người bây giờ ngăn cản ta, là muốn cùng thiên thần đối nghịch, làm cho quỷ vân chứng tiếp tục tại bộ lạc khuếch tán sao. Một câu nói, liền đem Giang Sách phóng tới Liễu Thiên Thần, bộ lạc tộc dân đối lập mặt. Thật ác độc. Mà nhưng, Giang Sách cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Hắn vô cùng nhạt nhưng nói, đại trưởng lão hiểu lầm, ta ngăn cản ngài thánh hỏa đốt cháy, nếu không không phải muốn cùng thiên thần là địch, tương phản. Ta chính là y theo thiên thần ý chỉ có như vậy hành sự a. Cái gì cùng cái gì? Đại trưởng lão vẻ mặt mộng bức. Ngươi nói cái gì, y theo thiên thần ý chỉ hành sự, cái gì ý chỉ, nói rõ một chút. Không đợi Giang Sách mở miệng, một bên Tương Y Vân giải thích, sư phụ ta tu vi cao thâm, đức hạnh cao thượng, thường xuyên có thể thần du thiên ngoại, cùng chư thiên thần Phật đối thoại. Đang ở khuya ngày hôm trước, sư phụ lão nhân gia ông ta đang đi vào cõi thần tiên chi tế, cùng bộ lạc thiên thần thấy. Thiên thần nói cho sư phụ. Tuy là trong bộ lạc đại gian đại ác người còn không có bắt tới, làm cho hắn cảm thấy tức giận vô cùng, cùng lúc đó, thiên thần cũng không nguyện ý lại nhìn thấy người vô tội bị thánh hỏa đốt cháy chí tử. Bởi vì chính mắt thấy nhiều lắm người vô tội tử vong, thiên thần sinh lòng thương hại. Cho nên, thiên thần đặc biệt mời sư phụ hỗ trợ, truyền thụ sư phụ hắn giải trừ quỷ vân chứng tiên thuật, làm cho sư phụ làm thay. Hóa giải trận này quấy nhiễu bộ lạc tai nạn. Lời nói này nghe được mọi người mục trừng khẩu ngốc. Thiệt hay giả? Nghe rất kéo, thế nhưng hiện trường lại không người dám đứng ra phản bác, dù sao ai cũng không biết cái này tín ngưỡng rất mạnh bộ lạc đến cùng biết làm sao quyết đoán. Chỉ có đại trưởng lão trong lòng rõ ràng, trước mắt nam tử này chính là một thần côn, cùng chính mình giống nhau. Cái gì chó má thần du thiên ngoại? Cái gì chó má thiên thần? Đại trưởng lão mình chính là nói vớ vẩn. Không nghĩ tới gặp so với chính mình càng không biết xấu hổ Giang Sách, cư nhiên có thể nói ra cùng thiên thần đối thoại, còn tập luyện được tiên thuật như thế hoang đường sự tình. Bất quá,
đại trưởng lão không dám vạch trần Giang Sách. Vạch trần Giang Sách, chính là vạch trần chính mình. Hắn dựng râu trừng mắt, thần sắc không vui nói rằng, vị đại sư này, ý của ngươi là. Thiên thần chứng kiến bộ lạc nhiều lắm người vô tội chết thảm, sinh lòng thương hại. Cho nên ở đại gian đại ác người cũng không có tìm ra dưới tình huống, liền truyền thụ ngươi tiên thuật, để cho ngươi làm thay tới trước hóa giải quỷ vân chứng. Giang Sách khom người bái thật sâu, đúng là như vậy. Đại trưởng lão rất muốn tới một câu, thối lắm, lời đến khóe miệng, vẫn là nhịn được. Hắn hung hãn nói, thân ta là bộ lạc đại trưởng lão, trước thiên thần đã từng báo mộng cho ta. Vì sao lúc này đây, chuyện trọng yếu như vậy không hề báo mộng cho ta, mà tuyển trạch đại sư ngài a? Vấn đề này, Giang Sách bọn họ sớm có đáp án. Tương Y Vân rất khinh thường nói, đó là bởi vì tu tập tiên thuật cần tuệ căn. Đại trưởng lão tuy là thiên tư xuất chúng, nhưng còn chưa đạt được tu tập tiên thuật trình độ. Chỉ có sư phụ ta hắn mới có tu tập tiên thuật tư chất, biết lắm khổ nhiều, cho nên thiên thần mới có thể cố ý nhờ và ta sư phụ hắn hỗ trợ. Lời nói này nhưng làm đại trưởng lão cho tức chết rồi. Chẳng những giải thích liễu thiên thần vì sao tuyển trạch Giang Sách, càng là đem đại trưởng lão hung hãn chê bai một phen. Đại trưởng lão cắn răng, hanh, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói có đúng không là thật. Bên cạnh đôi ngư nở nụ cười, có phải thật vậy hay không, thử một lần liền biết. Nếu như ta sư phụ có thể trị hết quỷ vân chứng, đó không phải là học tập tiên thuật, là thiên thần ủy thác người sao. Lời đã nói đến phần này như trên, đại trưởng lão không có biện pháp nào. Hắn tuyệt không tình nguyện cây đuốc bó đuốc đem thả rồi trở về, sau đó vẫy vẫy tay. Mang một gã thân mắc quỷ vân chứng bệnh nhân qua đây. Là, rất nhanh, một gã lây quỷ vân chứng bệnh nhân đã tới rồi. Đại trưởng lão rất xấu, hắn tìm là một cái bệnh nguy kịch, đều nhanh phải chết bệnh nhân. Cùng này vừa mới lây người không giống với, bệnh nhân này hai cánh tay đều chảy mủ, hư thối, thậm chí không có bất kỳ một khối thịt ngon. Loại tình huống này, làm sao cứu? Đại sư, người này có thể cứu sao? Có thể, Giang Sách lòng tin tràn đầy. Đại trưởng lão sờ sờ râu mép, hướng phía trong đám người Tiêu Uân nhìn sang, Tiêu Uân khẽ lắc đầu một cái, ý kia nói đúng là, bệnh này căn bản trị không hết, không cần lo lắng. Tiêu Uân đối với mình độc dược rất có lòng tin. Nếu như là người bình thường, có thể thực sự thúc thủ vô sách, nhưng Giang Sách bất đồng. Ngoại trừ phệ tâm tán ở ngoài, còn không có gì độc dược là Giang Sách ứng phó không được. Ở đêm qua, Giang Sách cũng đã thích đáng chuẩn bị xong phương án trị liệu, dược vật cũng đều chuẩn bị xong. Lúc này, hắn không chút hoang mang đem biển thước thần châm lấy ra, cho bệnh nhân đâm tổng cộng 36 châm, sau đó đem sáng sớm chuẩn bị xong dược vật nổi trên cánh tay của bệnh nhân, lại dùng vải xô dây dưa đứng lên. Chuẩn bị một thùng nước nóng. Là, rất nhanh, một thùng nước nóng liền mang qua đây. Giang Sách làm cho bệnh nhân đem hai cánh tay hoàn toàn chìm vào trong nước nóng. Liền thấy hai cái cánh tay đều bốc khói trắng, đồng phát ra đâm rồi, đâm thanh âm. Bệnh nhân đau hầu như ngất xỉu, ba phen mấy bận muốn dùng rằng ly khai, bất quá đều bị đôi ngư đám người cho bấm. Từ từ, khói trắng càng ngày càng ít. 20 min sau đó, Giang Sách làm cho bệnh nhân đem hai cánh tay lấy ra. Sau đó đem châm đều cho gỡ xuống, cuối cùng đem dây dưa lấy vải xô cho cởi ra. Thần kỳ một màn xảy ra. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, trước còn thối giữa không chịu nổi hai cánh tay, lúc này thì đã hoàn toàn đi nùng, khép lại. Sinh trưởng ra thịt mới, mới ra. Quỷ dị kia hắc sắc vằn, cũng toàn bộ biến mất. Bệnh nhân, bình phục. Tiên thuật, thật sự có tiên thuật a. Thiên thần sự phẫn nộ thở bình thường, cảm ơn ông trời thần thương hại. Bộ lạc người vui mừng không ngớt, mỗi một người đều quỳ xuống, hướng về phía bầu trời dập đầu, bái tạ, cảm động đến rơi nước mắt. Giang Sách cũng gật đầu mỉm cười. Chỉ có đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt, như là ăn phải con ruồi giống nhau, rất khó chịu. Đại trưởng lão hướng phía trong đám người Tiêu Uân nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Uân cũng là vẻ mặt vẻ kinh ngạc, căn bản không nghĩ tới cư nhiên thật sự có người có thể đem quỷ vân chứng giải, thực sự giống như là tiên thuật. Nhưng bọn hắn trong lòng đều biết, cái gì tiên thuật căn bản là không tồn tại, Giang Sách có thể giải ngoại trừ quỷ vân chứng, nhất định là tìm ra đối ứng phương pháp hoặc là giải dược.
hiện tại phiền toái. Giang Sách thực sự đem quỷ vân chứng bỏ, như vậy, đại trưởng lão không thể không đi tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, cái gì thiên thần người ủy thác các loại. Cũng phải tin tưởng. Trước đại trưởng lão chính là dùng một bộ này xiếc lừa gạt người kiếm tiền. Giờ có khỏe không, vì người khác làm giả y, Giang Sách lợi dụng đem quỷ vân chứng chữa cho tốt từ đó thu hoạch được rồi bộ lạc tộc dân tín nhiệm, hiện tại tộc dân đối với Giang Sách tín nhiệm xa xa lỗi nặng đại trưởng lão. Cái này về sau làm sao còn kiếm tiền? Đại trưởng lão nhìn Giang Sách, đó là giận mà không dám nói gì. Hiện tại đại trưởng lão hy vọng nhất chính là Giang Sách không muốn như vậy tham, đại gia có tiền cùng nhau kiếm, ở trong lòng hắn, Giang Sách khẳng định cũng là vì kiếm tiền mà đến. Chỉ cần song phương có thể đàm luận long, nhiều lắm chính là hy sinh một điểm quyền lợi. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, đại trưởng lão hướng phía Giang Sách chắp tay, cười híp mắt nói rằng, ai nha, đại sư thật là thiên thần người ủy thác, thật là thiên thần phái tới giải quyết bộ lạc tộc dân. Quỷ vân chứng có hiểu, tộc dân được cứu rồi. Cảm tạ đại sư, cảm tạ đại sư a. Cái này trình diễn thật là tốt. Đôi ngư lại kinh thường nói, ngươi xem một chút nhân gia là thế nào cảm tạ. Đại trưởng lão, cảm tạ của ngươi không khỏi có điểm giả, không đi tâm a. Những thứ khác tộc dân toàn bộ đều là quỳ xuống. Đại trưởng lão sắc mặt càng khó coi rồi. Hắn biết rõ Giang Sách là ở giả thần giả quỷ. Thế nhưng sự tình đến bước này, hắn vẫn không thể vạch trần Giang Sách, thật là tương đương khó chịu. Bất đắc dĩ, đại trưởng lão trước mặt của mọi người quỳ xuống, hướng phía Giang Sách dập đầu, cảm tạ Giang Sách vì tộc dân chữa bệnh. Tràng diện được kêu là một cái khôi hài nực cười. Giang Sách trong lòng tố chất tốt, thần sắc bất phi sở động, nhưng tương theo như vân còn kém sinh ra. Lạc nở nụ cười, trên mặt căn bản là không kềm được. Cái này vài tiếng cười cũng đem đại trưởng lão cho cười càng khí. Song quyền nắm thật chặt, bên trong đôi mắt đều là vẻ phẫn hận. Quỳ lạy sau khi xong, đại trưởng lão chậm rãi đứng lên. Đôi ngư lập tức còn nói thêm, ở trong bộ lạc còn có bao nhiêu người mắc quỷ vân chứng, tìm khắp đến đây đi, sư phụ ta ngày hôm nay liền lợi dụng tiên thuật trợ giúp toàn bộ các ngươi trị hết. Mấy câu nói tất cả mọi người động dung. Căn bản cũng không cần đặc biệt đi hiệu triệu, này được quỷ vân chứng nhân sáng sớm liền chạy đến, lúc nghe có người nắm giữ tiên thuật có thể chữa trị quỷ vân chứng sau đó, bọn họ đang ở hiện trường cùng đợi. Ta phải rồi quỷ vân chứng, thỉnh cầu đại sư trị liệu cho ta. Đại sư, con ta được quỷ vân chứng, thỉnh cầu trị liệu. Bà nội ta bị quỷ vân chứng quấy nhiễu một tuần lễ, hai tay cũng không thể động. Đại sư ngài mau cứu bà nội ta. Một cái lại một cái được quỷ vân chứng tộc dân đứng dậy. Đôi ngư cùng tương theo như vân nhanh lên qua đây duy trì trật tự, để cho bọn họ xếp hàng đứng ngay ngắn, y theo bị bệnh nặng nhẹ trình độ, từ trọng đến nhẹ, từng bước lui về phía sau đứng hàng. Sau đó có người cho Giang Sách đưa đến một cái ghế, Giang Sách cứ như vậy ngồi cho mọi người chữa bệnh. Một cái lại một cái, Giang Sách y thuật tương đối cao rõ ràng. Giơ tay lên trong lúc đó liền đem một người bệnh chữa lành. Tốc độ rất nhanh, hiệu quả tốt, làm người ta tắc tắc kêu kỳ lạ. Này du khách mặc dù không có chứng kiến thánh hỏa đốt cháy, nhưng nhìn đến một hồi y thuật kỳ tích, cũng không coi là uổng công một chuyến. Còn như đại trưởng lão, hắn vẫn đứng ở Giang Sách bên cạnh hỗ trợ, ngay từ đầu trên mặt còn có thể bài trừ nụ cười, càng về sau thần sắc càng khó xem. Theo từng cái bệnh nhân bị còn như... Đại biểu cho đại trưởng lão kế hoạch bị toàn diện phá hư. Quỷ vân chứng cũng chữa hết, vậy sau này ai còn tới chủ động yêu cầu bị thánh hỏa đốt cháy? Đã không có đốt cháy, na du khách số lượng khẳng định đại phúc độ trượt. Đến lúc đó, đại trưởng lão làm sao còn kiếm tiền? Càng nghĩ càng thấy được khó chịu, ở phía sau tới, đại trưởng lão xem Giang Sách ánh mắt đều cảm giác có thể ăn hiếp người. Thế nhưng trước mắt bao người, hắn lại không thể thực sự đối với Giang Sách làm cái gì. Nhẫn nại, đại trưởng lão không ngừng ở trong lòng khuyên mình. Coi như đem tất cả mọi người trị thì thế nào. Chỉ cần Tiêu Uân vẫn còn ở, thì có đầy đủ độc dược tiếp tục chế tạo bệnh nhân. Đến khi Giang Sách sau khi rời khỏi, bọn họ vẫn có thể dựa theo nguyên kế hoạch hành động. Không nóng này. Thực sự không được, tìm một cơ hội thích hợp, đem Giang Sách cái này đáng ghét ra hỏa cho âm thầm giết chết. Na đại trưởng lão bọn họ có thể tiếp tục kiếm tiền, căn bản là không có gì thật lo lắng cho.
nghĩ rõ ràng điểm ấy sau đó, đại trưởng lão liền hơi chút buông lỏng tinh thần hơi có chút. Thế nhưng, sự tình thực sự biết giống như đại trưởng lão nghĩ dễ dàng như vậy làm được. Hiển nhiên là không thể. Giang Sách cũng không phải kẻ ngu dốt, sao lại thế cho đại trưởng lão dễ dàng như vậy liền giải quyết hết. Ở đem hiện trường người cho chữa trị xong sau đó, Giang Sách uống một hớp, xoa xoa mồ hôi trán, mỉm cười nói, cuối cùng đem tất cả bệnh nhân đều chữa lành, thiên thần giao xuống nhiệm vụ, ta cuối cùng coi là không có cô phụ. Thuận lợi cho hoàn thành, tiên thuật này ta học coi như không tệ, không có uổng phí thiên thần một phen khổ tâm. Bộ lạc tộc dân càng là một phen lễ bái, mỗi một người đều đưa lên vàng bạc tới ngỏ ý cảm ơn. Giang Sách lại khoát tay áo, toàn bộ đều cự tuyệt. Không cần. Ta là trợ giúp thiên thần vội tới đoàn người chữa bệnh, làm sao có thể lấy tiền đâu. Đây chẳng phải là nhìn trời thần bất kính sao. Đại gia mau mau đem tiền đều cho nhận lấy đi. Một bên đại trưởng lão trong lòng âm thầm nói rằng, trang bị. Tiếp tục giả vờ, còn đờ cây em thiên thần đâu, giả bộ thật đúng là giống như, không phải là vì tiền sao. Khá lắm, hiện tại đem tiền đưa đến trước mắt cũng không muốn, xem ra là không nhìn chúng chút tiền lẻ này. Chuẩn bị thừa cơ kiếm trác. Thần côn này thật là có đủ lòng tham, quay đầu liền đem ngươi giết chết. Đang ở trong lòng hắn thầm nghĩ thời điểm, Giang Sách đứng lên, hướng về phía mọi người chắp tay, tiếp tục nói, chuyện chữa bệnh đã xử lý xong, bước tiếp theo, chính là chấp hành thánh hỏa đốt cháy. Biên, thì ra, hết thảy đều là biên. Cũng bởi vì một cái hư cấu đi ra mộng, chết cháy này sao nhiều người vô tội. Tuy là thiên thần phải không tồn tại, nhưng đại gian đại ác người, cũng là chân thực tồn tại. Đôi ngư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn lập tức lớn tiếng nói, tộc dân nhóm, các ngươi giờ này ngày này chịu khổ, toàn bộ đều là bái đại trưởng lão ban tặng. Hắn hư cấu ra lời nói dối, làm cho người vô tội bị đốt cháy chí tử, do đó hấp dẫn du khách tới quan sát tại chỗ, làm cho hắn nhiều hơn mò tiền. Người như vậy, không phải là đại gian đại ác người sao? Người như vậy, chớ nên bị thánh hỏa đốt cháy sao? Có thể đôi ngư không nhất định biết đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thế nhưng hắn tuyệt đối hiểu được cái gì gọi là lửa cháy đổ thêm dầu. Lời nói này nói ra, hết thảy tộc dân lửa giận càng nghiêm trọng hơn rồi, vốn là đối với đại trưởng lão phi thường khó chịu, lúc này càng thêm sinh khí. Vừa nghĩ tới vô tội bị đốt chết tộc dân, vừa nghĩ tới bị quỷ vân chứng hành hạ thân hữu, nghĩ đến những thứ này trong thời gian tâm linh gặp dằn vặt. Mỗi người bên trong đôi mắt đều ở đây bốc hỏa. Hận ý, ngập trời. Giết, 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 giết. Tộc dân nhóm chen nhau lên, hận không thể đem đại trưởng lão cho sanh thôn hoạt bác mới tốt. Đại trưởng lão cũng quả thực hù dọa, hắn hiện tại đã hoàn toàn mất đúng mực, hướng về phía trong đám người Tiêu Uân hô, Tiêu lão bản. Cứu ta a. Cái này một tiếng nói, triệt để đem Tiêu Uân cũng cho bại lộ. Chỉ nghe tương theo như vân hô, cái kia Tiêu lão bản chính là đồng bọn, quỷ vân chứng chính là hắn chế tạo ra. Tộc dân nhóm, không muốn thả chạy hắn. Tiêu Uân sợ đến nghiêng đầu mà chạy, thế nhưng chạy thoát sao? Chỉ có chạy ra mấy bước, đã bị tức giận tộc dân cho một gậy gộc làm quỳ rạp trên mặt đất, sau đó trói chặt hai tay hai chân, ném vào đốt cháy trên đài. Lập tức, Tiêu Uân đem hắn đồng bọn đều khai ra hết. Kể cả đại trưởng lão cùng nhau, tổng cộng 8 người, chính là 8 người này hợp mưu sách hoa, quỷ vân chứng kế hoạch. Bọn họ đầu tiên là cho tộc dân hạ độc, làm ra quỷ vân chứng, chế tạo khủng hoảng. Lại do đại trưởng lão giải lời đồn, hư cấu đi ra một cái thiên thần mộng, làm cho trong bộ lạc tộc dân nhóm tự động đi chịu chết. Do đó hấp dẫn du khách, trắng trợn mò tiền. Cái này một âm mưu bị Giang Sách cho khám phá. Giang Sách đã đem tính toán liền tính toán, phẫn thành một cái hay là đại sư, lợi dụng tiên thuật đến giúp đỡ thôn dân giải trừ quỷ vân chứng, đồng thời tiết lộ đại trưởng lão tội ác. Nếu như không có Giang Sách xuất hiện, hậu quả khó mà lường được, không biết còn sẽ có bao nhiêu người sẽ phải gánh chịu thống khổ. Vì tiền, đại trưởng lão, Tiêu Uân đám người thực sự là triệt để đánh mất lương tâm. Không có thuốc nào cứu được một đám người. Chết cháy bọn họ, chết cháy bọn họ. Chết cháy bọn họ. Lần đầu tiên, thánh hỏa đốt cháy dùng ở rồi cũng không phải là chủ động đứng lên đốt cháy đài trên thân người, đám người này phạm vào tội lớn ngập trời,
thế nhưng muốn chính bọn nó sám hối là không có khả năng. Cách làm tốt nhất, chính là dùng thánh hỏa chết cháy bọn họ, để cho bọn họ vì tự thân lệch lạc chuộc tội. Chết, là bọn hắn kết quả duy nhất. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, một gã bộ lạc tộc dân cầm lấy ngọn lửa dẫn hỏa ngòi nổ, theo hỏa tinh chết nhảy lên nhảy, cuối cùng đốt cháy trên đài 8 người bị toàn bộ dẫn hỏa. Từ trước, là bọn hắn nhìn người khác bị chết cháy, ngày hôm nay. Đổi chính bọn nó nếm thử bị thánh hỏa thiêu hủy tư vị. Tràng diện, thật là đồ sộ. Các du khách vỗ tay lớn tiếng vỗ tay tán thưởng, lúc đầu bọn họ đều cho rằng ngày hôm nay nhìn không thấy thánh hỏa đốt cháy, không nghĩ tới thế cục thay đổi bất ngờ. Cuối cùng không chỉ nhìn đến rồi thánh hỏa đốt cháy, còn chứng kiến rồi đồng thời chết cháy 8 người, quả thực thống khoái. Đốt cháy rằng còn nửa giờ chỉ có kết thúc. Ở đêm đại trưởng lão bọn họ toàn bộ đều chết cháy liễu chi sau, tộc dân nhóm lại một lần nữa đều giang sách biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời, bọn họ không nên giang sách nhận lấy bọn họ lễ vật. Nếu như không thu, bọn họ sẽ rất băn khoăn, dù sao cũng là giang sách trợ giúp bọn họ hóa giải tràng nguy cơ này. Cho đến lúc này, giang sách mới rốt cục lộ ra hắn, diện mục chân thật. Tằng hắng một cái, giang sách nói rằng, kỳ thực ta cũng không có dự định không công trợ giúp các ngươi, ta có một vật phi thường muốn có được, đây cũng là ta dùng hết toàn lực trợ giúp nguyên nhân của các ngươi. Tộc dân nhóm vừa nghe, chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười. Ở tại bọn hắn tín ngưỡng trong, sợ nhất thì là không thể đủ báo đáp những trợ giúp kia rồi người của bọn họ, chỉ cần ân công có chút nhu cầu, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Ân công, cũng xin ngài nói rõ đồ mong muốn. Chỉ cần ngài mở miệng, chúng ta nhất định phó thang đạo hỏa đi giúp ngài đạt được. Vì thế, không tiếc hy sinh tánh mạng đại giới. Giang sách mỉm cười khoát tay áo, cũng không còn có khoa trương như vậy. Thứ ta mong muốn không cần các ngươi đánh đổi mạng sống. Hắn dùng ngón tay hướng về phía đốt cháy đài, nói rằng ta nghĩ muốn, chính là thánh hỏa. Bởi vì một chút duyên cớ, ta muốn mang một ít thánh hỏa đi, cũng xin tộc dân nhóm có thể thỏa mãn ta đây một nguyện vọng. Bộ lạc mặt người tướng mạo dò xét. Kỳ thực dựa theo quy định, thánh hỏa phải không có thể cho người khác, đây là bộ lạc đồ đạc, không thể cho bên ngoài mượn. Thế nhưng, giang sách đối với bọn họ ân tình thật sự là quá, nếu như cự tuyệt giang sách, tín ngưỡng của bọn họ sẽ triệt để đổ nát. Cuối cùng, một gã thôn dân lớn tiếng nói, thánh hỏa tồn tại. Chính là muốn chống đỡ chúng ta tín ngưỡng, ân công là của chúng ta người cứu mạng người, cấp cho ân công bộ phận thánh hỏa, là hướng ta nhóm tín ngưỡng truyền lại, ta cảm thấy được cũng không thể. Có người mở đầu, những người khác liền đều nhận đồng, mỗi một người đều nhấc tay biểu thị tán thành. Lúc này, đôi ngư cùng tương theo như vân liếc nhìn nhau. Đều lộ ra giảo hoạt nụ cười. Kỳ thực, vừa mới cái kia kêu người cũng không phải bộ lạc người, mà là giang sách tìm kiếm một cái, diễn viên, hắn trả tiền. Làm cho cái kia, diễn viên, ở lúc mấu chốt nói ra lời nói này. Bởi vì giang sách cũng biết, thánh hỏa là bộ lạc thánh vật, mặc dù giang sách trợ giúp bộ lạc, có công lớn, nhưng muốn mượn đi thánh hỏa cũng là rất khó, bộ lạc tộc dân không nhất định có thể qua trong lòng một cửa ải kia. Như loại này thời điểm mấu chốt, nếu là có người có thể đứng ra đến giúp giang sách nói hai câu lời hữu ích, nhất định là làm ít công to. Cho nên, giang sách mới có này an bài. Cái kia, diễn viên, ăn mặc bộ lạc tộc dân bộ dạng, xen lẫn trong ở trong bộ lạc, sau đó một mực chờ đợi chờ cơ hội, khi lấy được giang sách ám chỉ sau đó, liền nói ra vừa mới lời nói kia. Quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, hiện trường bộ lạc tộc dân cũng đều nhao nhao nhận đồng, lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng, đem thánh hỏa cấp cho rồi giang sách. Cho nên nói, có đôi khi vì đạt được mục đích, vẫn còn cần một ít thủ đoạn đặc thù. Người, cũng không thể quá thành thật. Nếu như hết thảy đều làm từng bước đi làm, cuối cùng sợ là cái gì đều không làm được, giống như giang sách như vậy. Thỉnh thoảng đùa giỡn một điểm, kẻ dối trá cũng không thể. Mục đích đạt tới, cũng giải cứu thôn dân, song phương cũng không có tổn thất. Tất cả đều vui vẻ. Cuối cùng, giang sách an bài máy bay qua đây, đem thánh hỏa đặt ở một cái trong chậu than, cẩn thận mang theo máy bay, đưa đi Yến Thành. Đồng thời cũng đem khai thiên tích địa chi kim, nguồn gốc của sự sống chi mộc, dựng dục sinh cơ chi thổ cũng cùng nhau mang về.
Kể từ đó, kim, mộc, hỏa, thổ liền toàn bộ chiếm được. Ngũ hành vật, chỉ còn lại có cuối cùng giống nhau thủy. Hơn nữa còn là thần thủy. Bởi Giang Sách trợ giúp, Thánh Hỏa Bộ rơi cuối cùng từ Quỷ Vân Chứng lo lắng trong đi ra, bọn họ một lần nữa chọn lựa đại trưởng lão, tiếp tục lấy, hữu nghị, là thứ nhất tuyển trạch, mà không phải manh mục tiến hành thánh hỏa đốt cháy. Tuy là hành động như vậy biết đưa tới du khách giảm thiểu, tiền lời giảm xuống, nhưng đây mới là Thánh Hỏa Bộ rơi vốn nên có dáng vẻ. Bộ lạc tộc dân mời Giang Sách đám người ăn một bữa phong phú bữa tiệc lớn, sau đó tiễn bọn họ ly khai. Trạm kế tiếp, thần thủy bộ rơi. Hai cái bộ lạc khoảng cách cũng không xa, hơn nữa giữa hai bên quan hệ cũng không tệ, Thánh Hỏa Bộ rơi đại trưởng lão đặc biệt viết thơ làm cho Giang Sách mang theo. Đến lúc đó giao cho thần thủy bộ rơi thánh nữ, sẽ phải đối với lấy được đắc thần thủy có nhất định trợ giúp. Ở sắp chia tay chi tế, toàn thể tộc dân đi ra tiễn đưa. Tân nhất nhậm đại trưởng lão còn đặc biệt nói rằng, Giang tiên sinh, ngài lúc này đây đi thần thủy bộ rơi cần đặc biệt cẩn thận, theo ta được biết, bên kia gần nhất cũng có một chút chuyện phiền toái, cũng không phải là rất thái bình. Lúc đầu chúng ta Thánh Hỏa Bộ rơi hẳn là đi hỗ trợ, kết quả bởi vì Quỷ Vân Chứng nguyên nhân, vẫn cũng không thể gắn vào tay. Giang tiên sinh, các ngươi quá khứ, nên cẩn thận một chút. Giang Sách gật đầu, ân, ta biết rồi. Cuối cùng, hắn cùng mọi người tống biệt, ly khai Thánh Hỏa Bộ rơi. Lúc rời trên xe, Đôi Ngư vui vẻ nói rằng, cũng chỉ thiếu kém một thứ cuối cùng rồi, chỉ cần tái được thần thủy. Nàng ngũ món khác liền toàn bộ đều đủ, chúng ta là có thể trở về Yến Thành thu được long nước. Đến lúc đó, cùng Lão Thiên Tôn chính diện khai chiến đều không phải là vấn đề. Thoạt nhìn dễ dàng, làm sẽ không nhất định thuận lợi như vậy. Thần thủy có dễ dàng đạt được như vậy sao? Còn có long nước, đến tột cùng khi lấy được sau đó, sẽ đối với hiện nay cục diện đưa đến biến hóa như thế nào, cũng chưa biết chừng. Tất cả, đều vẫn là chưa định. Tương theo như Vân lo lắng nói, đều nói thần thủy bộ rơi đã ở phát sinh chuyện không tốt, cũng không biết là chuyện gì. Một phần vạn cũng là cùng Quỷ Vân Chứng giống nhau chuyện phiền phức, chúng ta sợ là sẽ bị cuốn vào. Đôi Ngư nở nụ cười, đó không phải là tốt hơn sao? Ngươi quên lấy được đắc thần thủy điều kiện là cái gì sao? Cho hết thành nhất kiện đại thiện chi sự tình, nếu như có thể cứu lại thần thủy bộ rơi, vậy khẳng định thỏa mãn điều kiện, đến lúc đó, lấy được đắc thần thủy không phải là chuyện thuận lý thành chương rồi không? Nghe hình như là chuyện như thế, vấn đề là, nào có dễ dàng như vậy đâu? Tất cả, chỉ có đến rồi thần thủy bộ rơi mới có thể có kết quả. Xe ở mở đại khái 2 giờ bên trái sau, bọn họ mới rốt cục đạt tới thần thủy bộ rơi. Tình huống nơi này cùng Thánh Hỏa Bộ rơi tuyệt nhiên tương phản. Bọn họ đi Thánh Hỏa Bộ rơi thời điểm, bộ lạc tộc dân là phi thường hoan nghênh, đối với du khách đều rất khách khí. Bởi vì du khách là quá khứ tiêu phí, là địa phương trọng yếu kinh tế khởi nguồn. Thế nhưng thần thủy bộ rơi bên này lại hoàn toàn bất đồng. Nơi này tộc dân cũng không có đối với Giang Sách bọn họ rất chiếu cố, thậm chí ở ngay từ đầu còn muốn cầu Giang Sách bọn họ ly khai. Thần thủy bộ rơi, căn bản cũng không hoan nghênh ngoại nhân tiến nhập. Nếu như không phải Giang Sách nói rõ ở Thánh Hỏa Bộ rơi tình huống, căn bản là ngay cả bộ lạc còn không thể nào vào được. Như vậy cự nhân xa ngàn dặm ở ngoài, không khỏi cũng quá tuyệt tình hơi có chút. Ở bộ lạc tộc dân nghiêm ngặt dưới sự giám thị, Giang Sách đám người bị dẫn tới thần thủy bộ rơi tổng đàn, ở chỗ này gặp được bộ lạc người phụ trách tối cao thánh nữ. Thánh nữ địa vị cùng Thánh Hỏa Bộ rơi đại trưởng lão giống nhau, là cả bộ lạc thủ lĩnh. Có thể hay không đạt được thánh nữ tán thành, là Giang Sách đám người có thể hay không lưu lại then chốt. Giang Sách cũng không hàm hồ, trực tiếp đem Thánh Hỏa Bộ rơi thư giới thiệu đưa cho người hầu gái, sau đó chuyển giao đến thánh nữ trong tay. Mở ra phong thư, thánh nữ chăm chú xem. Ở dài dòng đợi qua đi, thánh nữ đem thư thu vào, vung tay lên, người đến, ban thưởng ghế ngồi. Có những lời này, Giang Sách lòng của bọn họ liền hơi chút buông lỏng một chút. Lập tức có hạ nhân đưa đến ghế, mâm đựng trái cây, làm cho Giang Sách bọn họ ngồi xuống hưởng dụng, lấy khách nhân lễ nghi mà đối đãi, không có chút nào chậm trễ. Không thể không nói, thần thủy bộ rơi là một cái, yêu ghét rõ ràng, bộ lạc. Hoặc là cự người ngoài ngàn dặm, hoặc là nhiệt tình, lễ phép.
Đến khi Giang Sách đám người ngồi xuống, thánh nữ mới chậm rãi mở miệng nói, ba vị quý khách, các ngươi ở thánh hỏa bộ rơi nghĩa cử ta cũng là có chút nghe thấy, các ngươi tất cả đều là đại thiện chi người. Thần thủy bộ rơi, hoan nghênh đến của các ngươi. Giang Sách mỉm cười hồi đáp, chúng ta sở hành việc, cũng đều là có mục đích, không coi là cái gì đại thiện chi người. Lần này mạo muội đến đây quấy rầy, kỳ thực cũng là muốn thu được quý bộ rơi thần thủy. Hắn trực tiếp đem chuyện yếu điểm nói ra. Kỳ thực, điểm này đã ở thư tín trong ghi rõ, thánh nữ đã trong lòng hiểu rõ. Thánh nữ hồi đáp, ta thưởng thức ngươi thẳng thắn thành khẩn. Bất quá, muốn lấy được đắc thần thủy cũng không phải là một chuyện dễ dàng, phải đi nhất kiện đại thiện chi sự tình, đạt được toàn bộ bộ lạc tộc dân tán thành, mới có thể mang đi thần thủy. Giang Sách biết điểm này. Hắn chắp tay, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, thánh nữ, nếu như ngài có bất kỳ trắc trở việc cần giúp đỡ, ta đều ổn thỏa phấn đấu quên mình đi hoàn thành. Thánh nữ chăm chú nhìn Giang Sách. Một lát sau, nàng thở dài một hơi, nói rằng, cũng không biết là không phải thiên ý, lập tức quả thật có nhất kiện chuyện khó giải quyết, vẫn khốn nhiễu toàn bộ bộ lạc. Nếu như ngươi có thể trợ giúp bộ lạc giải quyết cái này đại phiền toái, như vậy, ngươi mang đi thần thủy đem không có bất kỳ nghi vấn. Cái phiền toái này, phải là trước khi tới, đại trưởng lão nói cái kia phiền phức. Rốt cuộc gì đây? Giang Sách hỏi, không biết quý bộ rơi đến tột cùng gặp cái gì dạng quấy nhiễu, cũng xin báo cho biết. Thánh nữ thần tình lập tức trở nên thảm đạm đứng lên. Nhìn ra được, thần thủy bộ rơi nhất định cũng gặp phải cùng, quỷ vân chứng, giống nhau phiền phức, chuyện khó giải quyết, bằng không, đường đường thánh nữ không có khả năng thất thố như vậy. Nàng liên tục thở dài, cuối cùng chậm rãi nói rằng, gần nhất, bộ lạc xuất hiện một cái, thực nữ yêu, truyền thuyết. Thực nữ yêu. Giang Sách đám người hai mặt nhìn nhau, biểu thị căn bản cũng không có nghe nói qua tên này. Lập tức, thánh nữ một chút xíu đem thực nữ yêu sự tình nói cho bọn họ. Kỳ thực thần thủy bộ rơi vốn là một cái mỹ lệ phi thường, đối xử với mọi người nhiệt tình bộ lạc, mỗi năm đều có đại lượng du khách đi tới nơi này, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng, không biết vì sao, đại khái 3 tháng trước, nơi đây xuất hiện, thực nữ yêu, truyền thuyết, lập tức liền đem cái này mỹ lệ làm rung động lòng người bộ lạc phá hủy. Đại khái 3 tháng trước, một đôi vợ chồng mới cưới đi tới ở trong bộ lạc du ngoạn, vào lúc ban đêm bọn họ ở tại ở trong bộ lạc, vốn nên là thật vui vẻ một việc. Kết quả ở vào lúc ban đêm xảy ra ngoài ý muốn. Tân nương không biết làm sao, lại đột nhiên trong lúc đó biến mất không thấy. Tân lang khắp nơi đều tìm không được cô dâu tung tích, cuối cùng làm cho bộ lạc người hỗ trợ tìm kiếm, nhưng chỉ có tìm không được. Cái kia tân nương, cứ như vậy thần bí tiêu thất. Có người nói, tân nương là bị chuyên môn ăn nữ nhân yêu quái bắt đi, ăn hết, nói như thế mặc dù không có thể tin, nhưng là lại truyền đi rất nhanh, làm cho cả bộ lạc đều có chút bối rối. Nhưng mà, lúc này mới chỉ là chuyện bắt đầu, đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Ở tân nương mất tích không đến một tuần, lại một danh nữ du khách mất tích, lúc này đây càng thêm ly kỳ. Bởi vì nữ nhân du khách trước một phút đồng hồ vẫn còn ở cùng mọi người cùng nhau chụp ảnh, du ngoạn, nhưng ngay khi du lịch trên đường, mọi người hơi chút không có để ý, người nữ kia du khách liền mất tích. Các loại mọi người phát hiện thời điểm, nữ nhân du khách đã chẳng biết đi đâu. Sau lại cũng là làm sao tìm được cũng không tìm tới, sinh tử không biết. Liên tục phát sinh hai bắt đầu nữ sinh ly kỳ mất tích sự kiện, làm cho cái kia quỷ dị truyền thuyết trở nên càng thêm chân thực. Chuyên môn ăn nữ nhân đáng sợ yêu quái thực nữ yêu, đang ở trong bộ lạc. Đáng sợ hơn là, mọi người đều nói thực nữ yêu bình thường biết biến ảo thành hình người, cùng người bình thường không có khác nhau chút nào, nhìn qua giống như là một cái phổ thông nhân loại. Thế nhưng, khi hắn triển lộ diện mục chân thật thời điểm, sẽ biến thành một con yêu quái. Một con có cánh khổng lồ, dáng dấp giống như là rực tay long nhất dạng yêu quái. Nó biết phụt lên ra khói độc đem người cho mê ngất, sau đó dùng cường kiện có lực móng vuốt, đem người vững vàng bắt lại, sau đó bay đi. Thần không biết quỷ không hay. Từ đó về sau, tất cả mọi người đang sợ thực nữ yêu. Truyền thuyết, cũng biến thành càng ngày càng tà hồ. Đại gia bắt đầu trở nên cảnh giác, không hề dễ dàng một mình hành tẩu, đặc biệt các tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, buổi tối căn bản cũng không xuất môn,
coi như là ban ngày, cũng sẽ cùng bằng hữu, người nhà cùng nhau kết bạn mà đi. Nhưng chính là cẩn thận như vậy cẩn thận, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Đệ tam bắt đầu mất tích sự kiện vẫn là xảy ra. Lúc này đây, là một cái niên kỷ không đến 18 tuổi nữ hài tử, vô cùng tuổi còn trẻ, là theo chân ba mẹ tới ở trong bộ lạc siêu tầm dân ca. Kết quả là ở nữ hài ly khai phụ mẫu ánh mắt không đến một phút đồng hồ, liền ly kỳ tiêu thất. Ai cũng không biết nữ hài tử là thế nào biến mất. Hiện trường cũng không có lưu lại dấu vết nào, không có bất kỳ giấy giụa, dấu vết đánh nhau, na thực nữ yêu đã có thể ở ban ngày liền đem người cho mang đi, thủ đoạn thực sự là tương đương quỷ dị đáng sợ. Liên tục ba khởi sự món phát sinh, đưa tới thần thủy bộ rơi danh tiếng xuống dốc không phanh, du khách số lượng lớn biên độ giảm thiểu. Một tháng trong lúc đó, du khách số lượng liền giảm mạnh 60%. Nhưng lập tức liền như thế, mất tích sự kiện như trước vẫn còn ở phát sinh. Đồng thời, bởi vì du khách số lượng giảm thiểu, phía sau mất tích sự kiện không chỉ có riêng phát sinh ở du khách trên người, ngay cả bộ lạc tộc dân cũng bắt đầu trở thành người bị hại. Cho tới bây giờ, trong vòng 3 tháng, tổng cộng xảy ra 12 bắt đầu mất tích sự kiện. Trong đó, du khách 8 người, bộ lạc tộc dân 4 người. Cái này 12 nhân cộng đồng đặc điểm chính là niên kỷ ở 1724 tuổi trong lúc đó, thể trọng ở 80.100 giữa trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử. Niên kỷ hơi lớn một điểm, thể trọng hơi chút mập một điểm, hay hoặc là dáng dấp cũng không phải là xinh đẹp như vậy. Cũng sẽ không trở thành bị công kích đối tượng. Nói như vậy, thực nữ yêu vẫn là một cái đặc biệt kén chọn yêu quái. Thà thiếu không ẩu, có thể bị thực nữ yêu để mắt tới. Tuyệt đối đều là thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử, ở thần thủy bộ rơi, rất xinh đẹp cũng là có nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm tánh mạng. Nghe thế, đôi ngư không khỏi cười khổ một tiếng, nói rằng, xem ra, cái này thực nữ yêu đem nữ hài tử bắt đi, cũng không phải là vì ăn, à. Bắt đi tất cả đều là trẻ tuổi xinh đẹp nữ hài tử, chân thực mục đích là cái gì, kỳ thực đại gia trong lòng đều biết. Thực nữ yêu, thật là yêu quái sao? Chỉ sợ là một cái thấy sắc khởi ý tội phạm. Đôi cá ý tứ, thánh nữ đương nhiên là hiểu. Nàng nói rằng, kỳ thực điểm này mọi người chúng ta đều là nghĩ tới, cái gì, thực nữ yêu, dù sao chỉ là một tồn tại ở trong truyền thuyết đáng sợ yêu quái, căn bản là không thể coi là thật, cũng không có bao nhiêu người biết thật tin tưởng tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ mọi người đối với cô gái ly kỳ mất tích cũng không có một hợp lý giải thích. Cho nên mới đem tất cả tội đều từ chối đến rồi thực nữ yêu trên người, cái này cùng cổ nhân không giải thích rõ ràng gian khổ xét thiên, cuối cùng toàn bộ giao cho thần tiên là một cái đạo lý. Dừng một chút, thánh nữ tiếp tục nói, bởi vì mất tích toàn bộ đều là tuổi còn trẻ mạo mỹ, vóc người dáng đẹp nữ hài tử, cho nên đối với hung thủ mục đích, đại gia trong lòng đều có một cái cơ bản suy đoán. Cái suy đoán này vẫn tương đối dễ dàng. Nhiều năm như vậy nhẹ cô gái xinh đẹp đột nhiên tiêu thất, hung thủ đem các nàng bắt đi mục đích là cái gì? Là một người hẳn là đều có thể nghĩ ra được. Chỉ sợ là một cái thấy sắc khởi ý ác ôn, đem những này nữ hài tử bắt đi rồi, sau đó. Chuyện kế tiếp, mọi người đã không đành lòng lại nói. Đã 3 tháng, chỉ sợ này bị bắt đi nữ hài tử, đều bị không thuộc về mình dằn vặt, thân thể cùng tâm linh thừa nhận double damage. Người nhà của các nàng thân hữu, nhất định cũng vì các nàng cảm thấy lo lắng. Thánh nữ nói rằng, 12 một cô gái tiêu thất, lại hoàn toàn tìm không được hành tung. Chúng ta đem toàn bộ lạc đều phong tỏa rồi, từng nhà bài tra. Ngay cả tổng đàn bên này đều tiến hành rồi nghiêm ngặt kiểm tra, cũng đều không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Thực sự không biết hung thủ đem người đều cho giấu đến rồi địa phương nào, thực sự gọi người không nghĩ ra. Lúc này, Giang Sách mở miệng nói, hiện nay khả năng tồn tại duy nhất lợi tốt chính là 12 một cô gái, hẳn là cũng còn sống. Mặc kệ các nàng bây giờ là trạng thái gì, chí ít hẳn là còn sống. Những lời này, thật ra khiến mọi người tại đây đều cảm thấy kinh ngạc. Thánh nữ vội hỏi, tại sao phải có suy đoán như vậy? Giang Sách giải thích, xử lý thi thể là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, như vậy làm sao bộ lạc tộc dân nghiêm khắc dưới sự giám thị xử lý thi thể? Càng là khó lại càng khó hơn. Thi thể đặt thời gian một ngày lâu, sẽ phi thường xú, mặc dù vùi lấp rồi, cũng sẽ xú khí huân thiên.
rất dễ dàng đã bị tìm ra. Cho đến bây giờ, ở trong bộ lạc còn chưa có xuất hiện đặc biệt bị hôi thối địa phương, càng không có phát hiện bất luận cái gì một cỗ thi thể, cái này đủ để chứng minh 12 tên nữ sinh còn sống. Giang Sách tiếp tục nói, phải đồng thời nuôi sống 12 tên nữ sinh, đây không phải là một cái dễ dàng việc. Đầu tiên, nếu có thể đồng thời dung nạp nhiều nữ sinh như vậy, cần một cái cũng đủ lớn căn phòng. Thứ nhì, cái này 12 người nữ sinh nhất định sẽ gọi, biết náo, biết tan vỡ, dưới tình huống như thế còn không bị phát hiện, kia địa phương nhất định phải cũng đủ hẻo lánh, hoặc là cách âm cũng đủ tốt. Căn cứ Giang Sách thôi chắc, bọn họ cần tìm được một cái cũng đủ lớn, cũng đủ địa phương vắng vẻ. Hay hoặc giả là một cái cũng đủ lớn, cách âm hiệu quả cũng đủ địa phương tốt. Chỉ có chỗ như vậy, mới có thể đem 12 người nữ sinh giấu đi, còn không bị phát hiện. Sau đó còn có một cái cần thiết phải chú ý địa phương. Giang Sách hai mắt lóe lên, nói rằng, phải nuôi 12 người nữ sinh, đó là cần rất nhiều chuyện vật. Điều tra một cái, gần nhất một nhà kia thức ăn số lượng phi thường lớn. Trong vòng thời gian ngắn mạnh thêm, có lẽ sẽ tìm được đột phá khẩu. Thánh nữ gật đầu, đúng vậy, ta tại sao không có nghĩ tới chỗ này. Lập tức, thánh nữ ngay lập tức sẽ thông chi một chút đi, khiến người ta đi điều tra gần nhất mỗi bên ra các hộ thức ăn số lượng, có hay không đột nhiên tăng vọt. Sau đó chính là chọn có thể đi tìm cái loại này tương đối vắng vẻ, phòng ở cũng đủ lớn địa phương. Mặc kệ hai điểm này có điểm nào nhất chiếm được đột phá, cuối cùng đều vô cùng có khả năng tìm được hung thủ. Không thể không nói, Giang Sách cho ra hai điểm này kiến nghị, vẫn là vô cùng hữu dụng, có thể là có thể từ nơi này tìm được đột phá khẩu. Đem hung thủ cho bắt quy án. Thánh nữ nói rằng, ba vị khách nhân tôn quý, cảm tạ các ngươi cho ra kiến nghị. Đồng thời ta cũng sẽ cho các ngươi cung cấp chỗ ở địa phương, không có chuyện gì là lời nói. Các ngươi ngàn vạn lần không nên khắp nơi đi loạn. Đang nói chuyện thời điểm, thánh nữ kỳ thực vẫn đang ngó chừng Tương Y Vân. Bởi vì Giang Sách, đôi ngư đều là cái loại này đầy người bắp thịt to con, đều là mãnh nam, hung thủ đối với bọn họ hai cái căn bản sẽ không có nửa điểm hứng thú. Nhưng Tương Y Vân bất đồng. Tương Y Vân vô luận là niên kỷ vẫn là thân cao thể trọng, đều hoàn mỹ phù hợp hung thủ gây mục tiêu, mấu chốt nhất là Tương Y Vân thực sự dung mạo rất đẹp. Hơn nữa rất biết hóa trang phục. Như vậy nữ sinh, là hung thủ thích nhất cái kia loại hình. Cho nên Tương Y Vân ở thần thủy bộ lạc nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, muôn ngàn lần không thể chạy loạn khắp nơi. Hơi chút không chú ý thì có thể xảy ra bất trắc. Tương Y Vân lúng túng tằng hắng một cái, nói rằng, ta tuyệt đối sẽ không chạy loạn, cũng xin thánh nữ yên tâm. Thánh nữ thần sắc chậm rãi nói, bất loạn chạy sợ là cũng sẽ không như vậy an toàn, ăn ngay nói thật. Có hai nữ sinh là ở trong nhà mất tích. Cái này, Tương Y Vân sắc mặt trắng bệch, bộ này rơi bên trong còn có địa phương an toàn sao? Đôi ngư lúng túng vừa cười vừa nói, tại gia đều có thể mất tích. Ha ha, nhìn như vậy đứng lên, khả năng thật sự có thực nữ yêu tồn tại cũng khó nói. Thánh nữ bất đắc dĩ nói, ta là không tin thực nữ yêu tồn tại. Bất quá truyền thuyết này đã tại ở trong bộ lạc lưu truyền ra. Người người đều sợ hãi thực nữ yêu, thậm chí đã tại tế bái thực nữ yêu, khẩn cầu thực nữ yêu buông tha nữ nhi của bọn bỏ, thê tử. Tiếp tục như vậy nữa, bộ lạc biết triệt để tan vỡ. Đây là một cái ai cũng không muốn thấy cục diện. Lòng người tản, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Thánh nữ cuối cùng đối với Tương Y Vân nói rằng, cô nương, nếu như ngươi chịu nghe ta lời nói, ta kiến nghị ngươi đem chính mình ăn mặc xấu một điểm, mập một điểm, lão một điểm. Hung thủ là cái, nhan khống, nếu như ngươi vừa già lại xấu lại mập, hung thủ là tuyệt đối sẽ không đối với ngươi có bất kỳ hứng thú. Trên thực tế, ở trong bộ lạc tuyệt đại đa số cô nương, đều đã tại như vậy làm. Vừa nói như vậy, Giang Sách bọn họ mới phản ứng được, dường như khi tiến vào bộ lạc sau đó, dọc theo đường đi thấy nữ nhân quả thực như vậy. Bọn họ thấy nữ sinh, tất cả đều là mặc quần áo cũ, hôi đầu thổ kiểm. Thậm chí rất nhiều nữ sinh vì không bị thực nữ yêu bắt đi, cố ý tọng. Ăn rồi ngủ, tỉnh ngủ liền ăn, trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng tăng cân. Mập một điểm đã mập một điểm, dù sao cũng hơn mất tích, bỏ mạng tới cường. Bất quá, đây đối với Tương Y Vân mà nói cũng là khó có thể làm được.
đường đường tuân thủ nghiêm ngặt nhà thiên kim đại tiểu thư, bởi vì sợ bị yêu quái bắt đi, liền cố ý phấn xấu, áo liệp, còn muốn ăn thành một người đại mập mạp. Chỉ là ngẫm lại liền có chút vô năng tiếp thu. Cuối cùng, Tường Y Vân nhìn về phía Giang Sách, dùng tuyệt đối không cho cự tuyệt giọng của nói rằng, Giang Sách, từ giờ trở đi, người phải 24 giờ canh giữ ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rời. Nàng không muốn phẫn xấu. Lựa chọn của nàng, là làm cho Giang Sách bảo hộ nàng. Thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu, đã như vậy, ta cũng không ép buộc. Gian phòng đã chuẩn bị xong, ba vị, mời vào bên trong nghỉ ngơi đi. Đêm đó, Giang Sách ba người bọn họ phân hai gian phòng ở, Giang Sách cùng Tương Y Vân phân ở tại một gian phòng. Đóng cửa lại, Tương Y Vân giữ cửa sổ toàn bộ đều khóa trái, xem vài cửa sổ cho tạo nên, thậm chí còn xuất ra băng dính, ở trên cửa sổ lôi một cái ích. Chính là sợ sẽ có người tiến đến. Giang Sách cười khổ nói, có cần không? Cửa sổ đều khóa cứng, buổi tối được chết ngộp à. Tương Y Vân chu mỏ một cái, yên tâm đi, lớn như vậy gian phòng, sẽ không chết ngộp. Hơn nữa cửa sổ đều cũng có khe hở, vẫn sẽ có không khí lưu thông, cũng không phải thực sự hoàn toàn phong kín. Giang Sách bất đắc dĩ, yên lặng ngả ra đất nghỉ, tối hôm nay hắn lại đừng nghĩ an an ổn ổn giấc ngủ. Tại hắn ngả ra đất nghỉ thời điểm, Tương Y Vân nhận chân chân đem trong phòng kiểm tra rồi một lần, xác định không có camera, cửa ngầm các loại. Nàng là thực sự bị, thực nữ yêu, truyền thuyết dọa sợ. Này ở trên đường cái tan biến không còn dấu tích còn chưa tính, Giang Sách người nói, vì sao còn sẽ có nữ hài tử ở trong nhà biến mất ha? Không phải nói thực nữ yêu hình thể to lớn, mở cánh thì có dài 5-6 thước sao? Lớn như vậy khổ người, làm sao ở trong phòng hành động a? Hơn nữa, ở trong phòng cũng không cách nào phi hành a. Đối với cái này cái hoang đường buồn cười vấn đề, Giang Sách lắc đầu, nói rằng, thực nữ yêu không phải biết biến ảo hình người sao? Có lẽ là ở hình người thái dưới, tiến nhập gian nhà đem người làm cho hôn mê mang đi. Có đạo lý, Tương Y Vân còn nói thêm, hiện tại a, ta là ai cũng không dám tin, xem ra ta rất có cần phải phẫn xấu tới tránh thoát một kiếp. Bất quá, làm cho Tương Y Vân thực sự trở nên rất xấu, rất béo, nàng cũng không phải nguyện ý. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cầm lấy gối đầu, băng dính đi WC, trở ra thời điểm, toàn bộ thân thể lớn một vòng lớn. Nhìn cái bụng, ít nhất, được có 120 cân dáng vẻ. Thế nào, ta nhìn chúng đi có phải hay không rất béo? Tương Y Vân hỏi. Giang Sách gật đầu, quả thực nhìn qua mập rất nhiều. Tương Y Vân dương dương đắc ý nói rằng, ta đem gối đầu tháo dỡ trói lên trên người, nhìn qua như là mập, trên thực tế nhưng không có mập, như vậy thì không cần lo lắng thực sự biến dạng rồi. Tiểu thông minh, thật hữu dụng sao? Giang Sách chỉ mặt của nàng, nhưng là mặt của ngươi như trước rất gầy. Không quan hệ, ngày mai ta vẽ một cái, mập trang, để cho mình nhìn qua mập là được rồi. Còn có thể đi qua hóa trang để cho mình nhìn qua trở nên béo. Cái này thao tác cũng thực sự là có thể. Chăn đệm nằm dưới đất đánh tốt sau đó, Giang Sách trực tiếp cởi áo khoác xuống nằm xuống, bởi vì có Tương Y Vân ở, hắn cũng không thể thực sự đem y phục đều cởi, chấp nhận lấy ngủ một buổi tối. Tương Y Vân cũng giống như vậy. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ bị bên ngoài thanh âm huyên náo đánh thức. Giang Sách phi thường mẫn cảm, lập tức liền từ trên mặt đất chui lên, đi tới bên cửa sổ. Nhẹ nhàng đem rèm cửa sổ kéo ra một góc, hướng phía dưới nhìn lại. Tương Y Vân bởi vì vẫn lo lắng thực nữ yêu sự tình. Kỳ thực cũng là ngủ không được, cũng từ trên giường ngồi dậy, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao bên ngoài như thế ầm ĩ a? Giang Sách nhìn chằm chằm phía dưới đang nhìn, phát hiện có một nhóm lớn người ô trung tâm hướng phía thánh đàn đi tới bên này. Đồng thời, trong đám người áp chứ một cái gầy gò hắc y nam tử, hai tay bị trói ở sau lưng. Trên chân còn đổi quả cầu sắt, khập khễnh hướng phía đi tới bên này. Từ hắc y nam tử vết thương trên mặt tới xem, chắc là vừa mới bị đánh qua. Tương Y Vân đã đi tới, hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giang Sách chỉ cái kia hắc y nam tử, nói rằng, nếu ta đoán không lầm lời nói, nam tử kia vô cùng có khả năng chính là thực nữ yêu. Hắn, Tương Y Vân biểu thị kinh ngạc.
Ba tháng không có bắt được hung thủ, Giang Sách bọn họ thứ nhất, liền tóm lấy rồi. Vậy nếu là nói như vậy, bọn họ muốn trợ giúp bộ lạc làm đóng góp sự tình. Không phải phao thang. Đi xuống xem một chút. Giang Sách quay đầu bước đi, Tương Y Vân theo sát phía sau. Hai người rời khỏi phòng, đi tới thánh đàn, cùng đôi ngư hội hợp. Lúc này chỉ thấy thánh nữ ngồi ở đại điện thánh tọa trên, trái phải hai bên bên cũng đứng lấy thủ hạ, trang trọng nghiêm túc. Đoàn người ở đạt được thánh đàn sau đó, tuyệt đại đa số người đều dừng lại cước bộ, không thể tùy ý tiến nhập trong thánh đàn, chỉ có một gã cánh tay trần tráng hán, áp chữ hắc y nam tử đi vào. Quỳ xuống. Tráng hán một cái liền đem hắc y nam tử cho ấn quỳ xuống. Sau đó mình cũng quỳ xuống, hai tay ôm quyền đối với thánh nữ nói rằng, bẩm thánh nữ, tàn hại cô bé hung thủ đã bắt được. Cũng xin thánh nữ trừng trị. Thánh nữ nhìn một chút tráng hán, lại nhìn một chút hắc y nam tử, cũng không có dáng vẻ rất cao hứng, tương phản, nàng còn rất thất vọng. Chậm chậm, thánh nữ nói rằng, heo ba, ta đã với ngươi cường điệu qua rất nhiều lần, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Quách Giang chính là hung thủ, vì sao ngươi chính là muốn với hắn làm khó dễ, chết cắn hắn không thả. Thì ra, hai người kia tình huống, thánh nữ đều trong lòng hiểu rõ. Tráng hán là ở trong bộ lạc giết heo, bình thường tất cả mọi người quản hắn là heo ba, nữ nhi của hắn, ở một cái nguyệt chi trước mất tích không thấy, một tháng qua này, heo ba vì tìm về nữ nhi một số gần như nổi điên. Còn như cái kia là Quách Giang hắc y nam tử, cũng là ở trong bộ lạc tộc dân, chỉ bất quá vốn có tiền án. Đại khái 3 năm trước đây, Quách Giang đã từng bởi vì buổi tối uống say, muốn cởi cô gái y phục, kết quả bị người đánh đập một trận, đưa vào cục cảnh sát. Lúc đó tắt mấy tháng, bồi thường tiền. Chuyện này đã qua tương đối dài một đoạn thời gian, nhưng Quách Giang ở bộ lạc danh tiếng lại tuyệt không chuyển biến tốt, vẫn sẽ động bất động ăn bớt, rình coi. 3 ngày 2 đầu bị đưa vào đi. Mỗi một lần hắn cũng có bị tộc dân đánh no đòn, nhưng Quách Giang đã sớm luyện một thân, mình đồng ra sát, tùy ngươi đánh. Không sao cả. Hắn chính là như vậy một cái thời thời khắc khắc đều rất tốt sắc, còn tổng không biết hối cải nhân. Nhìn như vậy đứng lên, toàn bộ bộ lạc có khả năng nhất phạm tội, vẫn thật là Quách Giang. Điểm này thánh nữ cũng từ lúc ngay từ đầu liền nghĩ đến, làm cô bé thứ nhất mất tích thời điểm, đại gia cũng đã đang suy đoán Quách Giang có thể là hung thủ. Cho nên thánh nữ ngay đầu tiên liền sắp xếp người đi Quách Giang trong nhà, tiến hành rồi phi thường cặn kẽ lục soát. Kết quả hào vô sở hoạch. Hơn nữa sau lại cũng có người chứng thực, ở nữ hài mất tích thời điểm, Quách Giang uống say mềm, vẫn nằm điền lý ngủ ngon, cũng không cụ bị gây thời gian. Cho nên Quách Giang đã bị loại bỏ ra ngoài. Đương nhiên, ở phía sau tới án tử liên tiếp phát sinh thời điểm, thánh nữ cũng từng phái người nghiêm ngặt giám thị Quách Giang, đồng thời đối với hắn nơi ở cùng với bình thường đi địa phương đều làm cặn kẽ điều tra. Vẫn là hào vô sở hoạch. Cái này cơ bản có thể nói rõ Quách Giang cùng, thực nữ yêu, án tử không có quan hệ. Heo ba nhưng bởi vì làm sao cũng không tìm tới nữ nhi, cộng thêm bình thường thì nhìn Quách Giang khó chịu, cho nên nhìn chằm chằm vào Quách Giang, động một chút là, nghiêm hình bức cung, có thể coi là như vậy, cũng không có thu hoạch. Không biết vì sao, hiện tại heo ba lại đem Quách Giang giam đi qua, còn như vậy hưng sư động chúng. Đối với thánh nữ chỉ trích, heo ba đương nhiên là nói ra suy nghĩ của mình. Hai tay hắn ôm quyền, nghĩa chánh ngôn từ nói rằng, thánh nữ, chúng ta ở trong bộ lạc nhân, mỗi người đều là hồn nhiên thiện lương hạng người, chỉ có cái này cẩu vật rất hư. Trừ hắn ra, tuyệt đối không có khả năng có những người khác là hung thủ. Thánh nữ biểu thị rất bất đắc dĩ. Nàng nhíu nói rằng, tất cả mọi chuyện cũng phải nói chứng cứ, không thể bằng không ước chắc. Heo ba, người nói Quách Giang là hung thủ. Có cái gì bằng chứng sao? Trước đây chỉ cần thánh nữ hỏi như vậy, heo ba sẽ á khẩu không trả lời được, ai biết ngày hôm nay heo ba thật đúng là trả lời đi lên. Có, heo tam tòng trong lòng lấy ra một cái kẹp tóc, nữ nhân kẹp tóc, hai tay nâng, nói rằng, đây chính là chứng cứ. Thánh nữ nhìn một chút cái kia kẹp tóc, không rõ. Đây là cái gì chứng cứ? Heo ba hồi đáp, ngày hôm nay hừng đông ta theo tung Quách Giang. Phát hiện hắn tại gia nhìn lén cái này kẹp tóc. Hắn một cái mắt lão côn, không có lão bà không có nữ nhi, hắn từ đâu tới kẹp tóc. Cái này,
nhất định chính là bị hắn bắt đi nữ hài tử đó kẹp tóc. Cũng xin thánh nữ cân nhắc quyết định, nghiêm khắc trừng trị cái này phần tử phạm tội. Cái này thật đúng là miễn cưỡng xem như là một cái chứng cứ. Thánh nữ nhìn về phía Quách Giang, hỏi Quách Giang, thành thật khai báo, kẹp tóc là thế nào tới? Quách Giang gãi đầu một cái, nói rằng, ta đêm qua uống nhiều rồi. Ở trên đường té lộn mèo một cái, bị một cái tiêm đồ đạc cho đâm rách ra, liền hiếu kỳ sờ sờ, sau đó phát hiện cái này kẹp tóc, sau đó liền tiện tay nhặt. Chờ ta ngủ một giấc tỉnh, liền đem kẹp tóc lấy ra nhìn một chút, ai biết heo ba liền vọt vào trong nhà của ta, đầu tiên là đem ta đánh cho một trận, sau đó lại đem ta cho trói lại. Thánh nữ, ta vô tội a. Lúc nói chuyện, Quách Giang còn đem tay áo cho lột đứng lên, lộ ra bị đâm rách ra địa phương. Nhìn qua đúng là mới tổn thương. Kỳ thực, một cái kẹp tóc căn bản cũng không có thể nói rõ cái gì, huống chi Quách Giang lời nói nghe cũng không có cái gì vấn đề. Ở thánh nữ xem ra, chuyện này căn bản là không thể làm lên án Quách Giang căn cứ chính xác theo. Cuối cùng, thánh nữ đối với heo ba nói rằng, một cái kẹp tóc, căn bản không có thể trở thành là chỉ chứng Quách Giang căn cứ chính xác theo, buông ra hắn a. Nghe xong thánh nữ nói, heo ba trong nháy mắt nổi giận. Hắn hét lớn, thánh nữ, ngươi cũng là nữ nhân, vì sao khắp nơi giữ gìn một cái bắt đi cô gái ác ma? Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Lời nói này xem như là đại bất kính. Lập tức có người khiển trách, heo ba, ngươi đây là thái độ gì? Dám như thế cùng thánh nữ nói, làm càn. Ngôn ngữ chưa rơi, đã có người một roi quất tới, đánh heo ba trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất, cắn răng, nắm tay, không phục lắm. Thánh nữ khoát tay áo, ý bảo không muốn lại đánh. Sau đó nàng nói rằng, heo ba, ta biết con gái người mất tích rất gấp, ta với người giống nhau cũng rất gấp, hận không thể ngay lập tức sẽ đem hung thủ tìm ra. Tháo thành tám khối, vấn đề là, chúng ta lại sốt ruột, cũng không thể tùy tiện kéo một người đến gánh tội thay, phát tiết a. Người ở đây không hề chứng cứ dưới tình huống liền giảo định Quách Giang là hung thủ, có nghĩ tới hay không? Một phần vạn hắn cũng không phải là hung thủ, chúng ta đây liền giết sai rồi người. Không chỉ như vậy, chúng ta còn theo đuổi thực sự hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, vô pháp vô thiên. Đây chính là ngươi muốn thấy sao? Có thể nói, những lời này đã hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, thánh nữ đối với heo ba đã rất có kiên nhẫn. Buông ra Quách Giang. Heo ba, Quách Giang, còn có toàn thể hết thảy bộ lạc tộc dân, đều trở về đi. Lập tức có người qua đây bang Quách Giang mở trói, sau đó đại gia thưa thớt ly khai, lúc đầu đều cho rằng ngày hôm nay biết trừng trị Quách Giang, kết quả là vẫn là hào vô sở hoạch. Không khó nhìn ra, tộc dân trên mặt của đều hiện lên bất mãn. Hung thủ bắt không được, Quách Giang còn nhất nhi tái bị, bao che, tộc dân sự phẫn nộ đã sắp muốn đạt đến đỉnh điểm, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ sẽ dẫn phát bạo động cũng khó nói. Mọi người ở đây lúc rời đi, đột nhiên một mực yên lặng mặc xem trò vui Giang Sách cảm giác được không thích hợp, hướng phía trong đám người nhìn sang. Hai mắt của hắn giống như là diều hâu giống nhau, từ mỗi người trên người đảo qua, tìm kiếm con mồi. Ngươi đang xem cái gì? Tương Y Vân hỏi. Giang Sách không nói chuyện, mà là tiếp tục nhìn. Tương Y Vân còn muốn hỏi vài câu, lại bị đôi ngư kéo lại, lắc đầu ý bảo nàng không nên quấy rầy Giang Sách. Thông thường lúc này, chính là Giang Sách tập trung tinh lực thời điểm. Từ từ, tất cả mọi người ly khai. Giang Sách cũng tỉnh táo lại tới, nhu liễu nhu hai mắt. Tương Y Vân vội vàng hỏi, Giang Sách ngươi vừa mới đang nhìn cái gì nha? Còn có đôi ngư, ngươi kéo ta làm cái gì? Đến cùng các ngươi trong hồ lô đang bán thuốc gì? Đôi ngư giải thích, thống suất chỉ có ở phát hiện đầu mối trọng yếu thời điểm mới có thể như vậy, vừa mới ta kéo ngươi. Chính là để cho ngươi không nên quấy rầy thống suất suy nghĩ. Hắn lại hỏi Giang Sách, thống suất, là có phát hiện gì sao? Giang Sách rất nghiêm túc gật đầu, đồng thời, hắn sau đó liền nói ra một câu để ở nơi có người đều ngoác mồm kinh ngạc lời nói. Hung thủ, vừa mới liền trà trộn trong đám người. Cái gì? Không riêng gì Tương Y Vân, ngay cả đôi ngư, thánh nữ cùng với trong thánh đàn mọi người, đều bị Giang Sách lời nói dọa sợ. Thiệt hay giả, hung thủ vừa mới ở nơi này. Nếu như Giang Sách nói là thật, như vậy, hung thủ lá gan không khỏi cũng quá lớn rồi, vẫn trà trộn ở trong đám người,
còn dám tới hiện trường xem náo nhiệt, liền thực sự không sợ bị phát hiện sao? Thánh nữ mau đuổi theo hỏi, Giang tiên sinh, ngài là phát hiện đầu mối trọng yếu gì sao? Giang Sách nhíu nhíu mày, nói rằng, nói là manh mối, cũng là manh mối, nói không phải manh mối, cũng không phải manh mối. Ta cái này manh mối, thánh nữ sợ là rất khó tiếp thu. Lời nói này rất kỳ quái. Thánh nữ hiếu kỳ hỏi, rốt cuộc là đầu mối gì, cũng xin Giang tiên sinh nói rõ. Giang Sách hồi đáp, mới vừa trong đám người, có sát khí. Sát khí? Không sai, Giang Sách giải thích, ta từng tại sa trường chinh chiến mấy năm, ở vết đao liếm máu, mặc dù không cần đi xem địch nhân. Cũng có thể cảm thụ được vẻ này băng lãnh sát khí thấu xương. Ngay vừa mới rồi, ta ở trong đám người cảm nhận được sát khí. Hoặc là nói đúng ra, hung thủ kia không phải thật muốn giết chết người nào, mà là đối với người nào đó có cực mạnh dục vọng. Cái loại này dục vọng đã từ ở trong thân thể lan tràn ra, quá mạnh mẽ rồi. Lời này có điểm thần thần thao thao, cùng heo ba nói không sai biệt lắm. Thánh nữ vẫn là rất khó tin. Đương nhiên, Giang Sách cũng không có cảm thấy thánh nữ sẽ tin tưởng chính mình, cái này không trọng yếu, quan trọng là Giang Sách mình đã nắm giữ đầu mối nhất định. Cũng đã đủ. Tương Y Vân ngược lại thì hiếu kỳ hỏi, dục vọng. Cái gì dục vọng? Giang Sách nhìn về phía Tương Y Vân, nói rằng, vừa mới có một rất mạnh dục vọng ở bên cạnh ta xẹt qua, ta có thể khẳng định, dục vọng kia là hướng về phía ngươi tới. Ta, Tương Y Vân dùng ngón tay chỉ mình, biểu thị không dám tin tưởng. Đúng vậy, chính là ngươi, sợ rằng cái kia hung thủ, đã đem ánh mắt tập trung ở trên người của ngươi, ngươi chính là thực nữ yêu mục tiêu kế tiếp. A, Tương Y Vân sắc mặt cũng thay đổi. Nàng biết. Giang Sách không phải cái loại này biết tùy tiện người thích đùa, nếu như là thực sự, vậy đã nói rõ, thực nữ yêu, vừa mới đang ở trong đám người, còn đem mình cho trở thành mục tiêu. Tương Y Vân gấp đều phải khóc, làm sao đây? Ta rõ ràng đều đã trở nên béo rồi nha. Lúc này, thánh nữ cười khổ nói, trong khoảng thời gian này ở trong bộ lạc nữ hài đều muốn phương nghĩ cách trở nên béo, biến dạng, thay đổi lão, nói thật. Tưởng cô nương ngươi điểm ấy mập không đáng kể chút nào. Cùng người khác so với, ngươi chính là một dạng xinh đẹp như hoa. Cái này tới là khích lệ nói, nhưng lúc này nghe tới, nhưng là vô cùng khó chịu. Tương Y Vân chu mỏ một cái, hướng về phía Giang Sách nói rằng, từ giờ trở đi. Ngươi 24 giờ đi theo bên cạnh ta, nhất khắc cũng không thể ly khai ta. Còn có đôi ngư, ngươi không có chuyện cũng theo ta. Hai người các ngươi. Một trước một sau bảo hộ ta, nghe thấy được sao? Kỳ thực không cần nàng nói, Giang Sách cùng đôi ngư cũng sẽ làm được. Nếu như ngay cả Tương Y Vân bảo hiểm tất cả hộ tống không tốt, bọn họ không khỏi cũng quá vô năng. Lúc này, thánh nữ vẫn là không nhìn được hỏi, Na Giang tiên sinh, ngươi vừa mới nhìn lâu như vậy, có phát hiện hay không sát khí là từ trên người người đó tản mát ra đâu? Nàng mặc dù không tin tưởng Giang Sách lời nói, nhưng sự tình cho tới bây giờ, có thể nhiều một đầu manh mối là một cái, dù sao cũng hơn không có tốt. Kết quả làm nàng có chút thất vọng. Giang Sách bất đắc dĩ nói rằng, cũng không có phát hiện đầu mối, người kia sát khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhìn ra được là cái rất cẩn thận, người nhạy cảm. Hơn nữa, hắn vẫn lẫn trong đám người, vừa mới có 100-200 người, mặc dù có sát khí, cũng rất khó tập trung là ai. Nói như vậy đứng lên. Manh mối lại chặt đứt. Bất quá cũng không coi là không hề thu hoạch, chỉ ít biết hung thủ đang ở bộ lạc tộc dân trong. Tương Y Vân sợ đến nói rằng, quả nhiên, thực nữ yêu có biến ảo trưởng thành bản lĩnh, vừa mới này toàn bộ đều là người, không có cánh giải quái vật a. Đối với cái này cái vấn đề, Giang Sách cười khổ lắc đầu. Xem ra Tương Y Vân là thật bị sợ phá hủy, nếu không, cũng sẽ không vẫn nói loại này mê sảng. Thánh nữ xoa trán một cái, nói rằng, một buổi sáng sớm liền đem ba vị cho quấy nhiễu, thật đúng là có điểm thật ngại quá, người đến, chuẩn bị bữa sáng. Lập tức, Giang Sách ba người ngồi xuống, hưởng dụng thánh nữ chuẩn bị cho bọn họ phong phú bữa sáng. Sau khi ăn xong, bọn họ tiếp tục tham thảo có quan hệ bắt hung thủ sự tình. Một bên thôi chắc hung thủ thân phận, một bên nghe thủ hạ chính là hội báo, ngày hôm qua sao nhiều hơn đi điều tra. Tìm kiếm người, đã có không ít người đã trở về.
chu vi vắng vẻ căn phòng lớn tìm khắp, cũng không có mất tích cô bé Hạ Lạc. Hơn nữa, cũng không có nghe nói một nhà kia thức ăn liều dùng đột nhiên mạnh thêm. Giang Sách cho ra hai cái kiến nghị, tạm thời cũng không có thể phát huy được tác dụng. Kể từ bây giờ cục diện đến xem, hoặc là hung thủ đã đem 12 một cô gái toàn bộ đều giết chết cũng xử lý xong thi thể, hoặc là hung thủ hay dùng rất khéo léo thủ đoạn tránh thoát tìm kiếm. Có thể dung nạp 12 nhân không gian, còn muốn cũng đủ bí mật, mặc dù các nữ hài tử la to, ngoại nhân cũng không phát hiện được. Mặt khác, đồng thời nuôi sống 12 một cô gái, lớn như vậy thức ăn số lượng, rồi lại có thể xảo diệu không bị phát hiện. Hung thủ rốt cuộc là làm sao làm được? Thực sự làm người ta nghi hoặc. Mấy người bọn hắn từ sáng sớm vẫn thương lượng đến trưa, đang lúc bọn hắn chuẩn bị ăn cơm trưa thời điểm, tin dữ truyền đến. Một gã thủ hạ vội vã chạy vào thánh đàn, thở không ra hơi nói rằng, không xong, thánh nữ, heo ba hắn. Hắn đối với Quách Giang nghiêm hình tra tấn, đem Quách Giang đánh chết. Cái gì, tại sao có thể có loại chuyện như vậy? Thánh nữ nóng nảy từ thánh tọa trên trực tiếp đứng lên, thần sắc vội vã. Không phải đều đã nói vô số lần, hiện tại cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Quách Giang là hung thủ, không nên khinh cử vọng động sao? Cái này heo ba là tại sao vậy? Thánh nữ thứ nhất sức sống, thứ hai cũng là vì heo ba cảm thấy lo lắng. Sát nhân A, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể lừa bịp được sự tình, nếu như đem Quách Giang đánh cho chết khiếp gì gì đó còn dễ nói, trực tiếp đem người đánh chết, chuyện này liền nghiêm trọng. Thánh nữ cũng không kịp cá nhân hình tượng, lập tức đi ngay ra thánh đàn, hướng phía heo tam ra phương hướng chạy tới. Giang Sách cùng với thánh nữ liên can thủ hạ đều đuổi theo. Mấy phút thời gian, bọn họ liền đi tới heo ba ra, nơi đây đã xông tới một nhóm lớn người, toàn bộ đều đang nhìn náo nhiệt, đồng thời đã có địa phương cảnh sát chạy tới, kéo cảnh giới tuyến, cấm ngoại nhân tiến nhập. Nhường một chút, thánh nữ tới. Tộc dân nhóm chủ động tránh ra một con đường, làm cho thánh nữ có thể đi vào quan sát, cảnh sát cũng không có bất kỳ ngăn trở nào. Bọn họ biết thánh nữ ở tộc dân trong lòng địa vị. Bất quá, cũng chỉ có thánh nữ một người có thể tiến nhập. Rất nhanh, thánh nữ liền đi tới trong sân, gặp được ngồi dưới đất, hai mắt thất thần heo ba. Heo ba, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thánh nữ lớn tiếng chất vấn. Heo ba chậm rãi ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt đều là nước mắt thủy, đã hốt hoảng không biết nên làm thế nào mới tốt. Hắn ủy khuất nói, thánh nữ. Ta không phải cố ý, ta thật không phải là cố ý. Sự tình rốt cuộc là thế nào, ngươi nói a? Ta, heo ba nuốt nước miếng một cái, ta cho rằng bắt đi cô gái hung thủ chính là Quách Giang, trừ hắn ra, không có những người khác. Cho nên sau khi về nhà, ta càng nghĩ càng giận, liền không nhịn được lại đi tìm hắn, bắt hắn cho trói đến rồi nhà của ta bên trong, sau đó tựa như trước giống nhau, nghiêm hình tra tấn. Kết quả lúc này đây không biết vì sao. Không có đánh vài cái, hắn liền bất động rồi. Ta cho là hắn là giả chết, liền lại đánh cho một trận, ai biết. Hắn là thật đã chết rồi. Thánh nữ ngẩng đầu lên thật dài than ra một hơi thở, cái này heo ba thật là hồ đồ, xúc động, không có nặng nhẹ. Lúc này, có pháp y từ giữa phòng đi ra, bọn họ đã đối với Quách Giang thi thể tiến hành rồi kiểm tra. Thánh nữ nhanh lên tiến ra đón hỏi, xin hỏi, Quách Giang tình huống thế nào a? Một vị cùng thánh nữ coi như tương đối quen thuộc pháp y nhỏ giọng nói rằng, đầu bị thương nặng, đã tử vong. Những lời này vừa nói ra, heo ba triệt để há hốc mồm. Ngay cả pháp y đều nói chết, đó chính là chết thật rồi. Thánh nữ liên tục dậm chân, xoay người đi tới heo ba trước mặt, không nói lời gì, giơ tay lên chính là một cái tát. Ba, ta đã nói với ngươi rồi bao nhiêu lần, không có chứng cứ trước không nên sằng bậy. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Hiện tại Quách Giang bị ngươi đánh chết, ngươi vui vẻ sao? Con gái ngươi còn muốn hay không cứu ra? Heo ba sụi lơ ngồi dưới đất, lên tiếng gào khóc, hắn đã mất hết can đảm, chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể nói? Nữ nhi mất tích, chính mình thất thủ giết người. Cái nhà này xem như là triệt để xong. Đang bị cảnh sát mang đi trước, heo ba cuối cùng khẩn cầu, thánh nữ, ta đã mắc phải sai lầm ngất trời. Cứu lại không trở lại. Thế nhưng ta hy vọng có thể cứu trở về nữ nhi của ta. Thánh nữ,
xin ngươi nhất định phải cứu trở về nữ nhi của ta, nhất định phải. Thánh nữ nặng nề thở dài, nói rằng, coi như ngươi không cầu ta, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi làm, cái này chính là ta trách nhiệm. Ta cam đoan với ngươi, nếu như trong vòng một tháng không thể đem hung thủ bắt tới, cái này thánh nữ chức vị, ta liền thối vị nhượng chức. Câu nói này phân lượng đây chính là nặng vô cùng. Phải biết rằng, thánh nữ ở bộ lạc tộc dân trong lòng, đó là giống như thiên thần vậy tồn tại, là chí cao vô thượng. Dưới bình thường tình huống, thánh nữ một ngày kế nhiệm, đó chính là chuyện cả đời. Chỉ có ở thánh nữ 70 đến 80, thậm chí ở chết đi sau đó, mới có thể lựa chọn và bổ nhiệm mới thánh nữ, nào có tuổi còn trẻ liền thối vị nhường chức. Ở thần thủy bộ lạc trong lịch sử, hay là từ tới cũng không có chuyện phát sinh qua. Có thánh nữ những lời này, heo ba cũng không có cái gì có thể lại nói rồi. Hắn cúi đầu, bị cảnh sát mang đi. Nhìn bị giải đi heo ba, trong lòng của mọi người đều là ngũ vị tạp thành, đặc biệt Tương Y Vân, lúc đầu nàng liền tương đối đa sầu đa cảm, bây giờ trở nên càng thêm khó chịu. Nàng yên lặng nói rằng, yên lành một gia đình, lại trở thành bộ dáng bây giờ, hết thảy đều quái cái kia hung thủ. Nếu như cái kia hung thủ thực sự là Quách Giang lời nói, Na Heo Ba hành vi vẫn ít nhiều có điểm ý nghĩa. Nhưng nếu như không phải vậy, Quách Giang liền vô tội chết thảm, hung thủ thật sự nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, Heo Ba còn đem mình nhập vào, cái này tương đối tính không ra rồi. Trở về đi. Giang Sách cầm đầu đi trở về, hiện trường đã không có gì có thể nhìn lại rồi. Đám người bọn họ dọc theo đường đá đi trở về, đi thẳng đi thẳng. Đi tới, bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ mùi hôi thối. Ta đi, vị đạo trưởng nào đó, thật là thúi a. Đôi ngư nắm lỗ mũi hướng phía cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy bên kia là một cái nuôi Nga chàng, cái này mùi thúi chính là lớn Nga bài tiết ra ngoài phần tiện mùi vị. Quả thực rất thúi, cách thật xa là có thể ngửi được. Đi mau, đôi ngư muốn vội vàng từ nơi đây trốn, thực sự chịu không nổi loại này mùi hôi thối. Nhưng Giang Sách cũng chưa đi, mà là dừng bước hướng phía nuôi Nga chàng phương hướng nhìn sang, hai mắt hơi híp một chút, tựa hồ là đang suy tư chuyện gì. Thông suốt, ngươi lại đang suy nghĩ gì? Đôi ngư hỏi. Không có gì, luôn cảm giác trong đầu có một đường tia, làm thế nào cũng không bắt được. Giang Sách một mực suy nghĩ hung thủ rốt cuộc người nào, đồng thời cảm giác trong đầu đã tạo thành một đường tia, một cái có thể bắt được hung thủ tuyến, nhưng luôn là không bắt được. Cũng không biết là vì sao. Đi xem. Đôi ngư sửng sốt một chút, không phải đâu. Cách xa như vậy là có thể ngửi được mùi hôi thối, còn muốn đi nhìn. Đến rồi phụ cận sợ là sẽ phải trực tiếp xông chết a. Đôi ngư cùng Tương Y Vân đều lộ ra vẻ mặt thống khổ. Giang Sách nhưng không có để ý tới bọn họ, bay thẳng đến nuôi Nga chàng phương hướng đi tới, đôi ngư bất đắc dĩ chỉ có thể đuổi kịp, còn như Tương Y Vân. Hắn có thể nhất khắc cũng không dám cùng Giang Sách xa nhau, ngay lập tức sẽ đi theo. Đi qua nuôi Nga chàng người biết, loại địa phương này, một năm bốn mùa đều xú khí huân thiên, mặc kệ ngươi đánh như thế nào để ý, đều sẽ thúi người chịu không nổi. Cho nên, thông thường chỉ có ở nông thôn mới có loại này chỗ. Nếu như ở thành thị phụ cận, ở người căn bản không khả năng chịu được mùi thúi, nếu như gió lớn một điểm, ở nhà người không dám mở cửa sổ. Sợ bị mùi thúi cho huân đã hôn mê. Bất quá, nếu như quen cái này mùi thúi, có kháng thể, cũng từ từ thì không có sao. Giang Sách đám người bọn họ rất nhanh là đến nuôi Nga chàng, nhìn đến đây có không ít nuôi dưỡng nhân viên, trong đó còn rất nhiều tiểu hài tử. Bọn họ toàn bộ đều là bộ lạc tộc dân hài tử. Giống như vậy hài tử, rất nhỏ cũng đã tới nuôi Nga chàng công tác, hỗ trợ đại nhân xử lý nuôi Nga chàng, nuôi nấng lớn Nga. Đồng thời cũng sẽ đạt được một khoản phí dụng. Mặc dù đang phương diện pháp luật mà nói, hành động như vậy phải không được phép, nhưng ở nơi đây, căn bản không có người sẽ đi quản. Hơn nữa, rất nhiều tộc dân cũng vui vẻ làm cho hài tử tới nơi này hỗ trợ. Dù sao hài tử làm việc ở đây cũng không có nguy hiểm gì, làm cũng là tất cả tương đối nhẹ việc, còn có thể kiếm tiền. Giang Sách bọn họ đi tới, nhìn. Cái này nuôi Nga chàng quả thực phi thường lớn, hơn nữa, còn rất ồn ào. Này lớn Nga cũng không phải nhân loại, cũng sẽ không thủ loài người quy củ, không phải ngươi khiến nó không nên ồn ào nó cũng sẽ không xảo, những thứ này lớn Nga,
trên cơ bản suốt ngày đều ở đây oa oa kêu loạn, xảo não người xác đau. Vừa mới đến người, căn bản chịu không nổi. Ở chỗ này, mặt đối mặt nói, thậm chí đều phải gân giọng kêu. Giống như là đang nháo thị Lý Diện giống nhau, người thanh âm hơi nhỏ một chút xíu, cũng sẽ bị lớn ngạo oa oa la hoảng thanh âm bao trùm lại rồi. Lúc này, đôi ngư vẻ mặt đau khổ nói rằng, thống suất, chúng ta đi thôi. Nơi đây vừa thối lại ầm ĩ, ngốc tại chỗ này làm cái gì? Giang Sách không để ý đến hắn, tiếp tục tra xét. Hắn đối với hiện trường bùn đất đều làm kiểm tra cặn kẽ, đồng thời lấy điện thoại di động ra, đem các địa phương đều chụp ảnh, tựa hồ đối với cái chỗ này cảm thấy hứng thú vô cùng. Đôi ngư cùng Tương Y Vân đều muốn không thông vì sao. Đang ở Giang Sách điều tra thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, một cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Sát khí. Cổ hơi thở này cùng sáng sớm cảm nhận được khí tức giống nhau như đúc, Giang Sách có thể khẳng định, hung thủ đang ở phụ cận. Hắn lập tức quay đầu đi xem. Sát khí đã biến mất, đồng thời tại hắn phía sau cách đó không xa chỉ có một đám tiểu hài tử, nào còn có nửa hung thủ cái bóng. Giang Sách đi tới hỏi, tiểu bằng hữu, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, vừa mới còn có người khác ở chỗ này sao? Không có. Không có, vậy thì kỳ quái. Giang Sách nhìn chung quanh một lần, chính là tìm không được hung thủ cái bóng. Chẳng lẽ, hung thủ kia thật là thực nữ yêu, có thể tùy thời xuất hiện, tùy thời biến mất sao? Thật là kỳ quái. Đi, ta đều rõ ràng, trở về đi. Giang Sách lúc này mới cùng đôi ngư, Tương Y Vân cùng nhau đi trở về, đi về trên đường, đôi ngư còn hiếu kỳ hỏi, thống suất, người còn chưa nói tại sao muốn đi nuôi Nga chàng đi dạo một vòng. Giang Sách hồi đáp, bởi vì căn cứ phán đoán của ta, hung thủ sẽ ở đó cái nuôi Nga chàng, hơn nữa, bị bắt 12 một cô gái, đại khái suất cũng ở đó. À, đôi ngư cùng Tương Y Vân đồng thời ngây ngẩn cả người, cảm giác phía sau lưng lạnh cả người. Nếu như Giang Sách nói đều là thật, đây cũng là ý nghĩa, bọn họ vừa mới cùng hung thủ khả năng đều gặp mặt cũng không biết. Nhưng là, Giang Sách vì sao khẳng định hung thủ cùng bị bắt nữ hài, sẽ ở đó cái nuôi Nga chàng. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, về trước thánh đàn, gặp được thánh nữ sau đó, chúng ta thương lượng với nhau. Tốt! Rất nhanh, Giang Sách đám người bọn họ liền trở về thánh đàn, mà giờ khắc này thánh nữ cũng đã sớm đã trở về, còn đang là heo ba sự tình cảm thấy phiền lòng. Giang Sách khai môn kiến sơn nói rằng, thánh nữ, có một tin tức tốt muốn nói cho ngươi, giam giữ cô bé địa phương, ta nghĩ ta đã có manh mối. A hát, thật vậy chăng, nói nhanh lên một chút xem. Thánh nữ không kịp chờ đợi muốn biết Na 12 một cô gái đến tột cùng bị giam ở tại địa phương nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.